trên một chỗ trong tịch diệt hải một lão tẩu mặc hôi y và một thanh niên mặt mũi thật thà mặc thanh sắc bố y đang cưỡi trên một thuyền nhỏ màu xanh nhạt lướt đi con thuyền dài chừng hơn trượng điều khắc phủ văn hình hải tảo ánh lên thanh quang linh khí không mạnh rõ ràng không đặt cả linh gia pháp khí trên con thuyền có mấy thi thể yêu thú cấp thấp trông như cá và một ít tảng đá như khoáng thạch cơ hồ lấy được dưới biển xem ra hôi y lão và thanh niên thật thà là đê giai tu sĩ không có cả nạp bảo nàng đột nhiên hai đê giai tu sĩ dừng lại, hôi y lão tẩu cầm hắc sắc trường tiên trạng cuốn xuống nước, lôi lên một chiếc bạch sắc ngọc ấn. thấy rõ là bạch sắc ngọc ấn, hôi y lão tẩu và thanh y thanh niên nhìn nhau hớn hở. hôi y lão tẩu đặt hắc sắc trường tiên xuống, lật đi lật lại bạch ngọc tiểu ấn đoạn nhãn quang lóe lên, thanh sắc chân nguyên được dồn vào, chân nguyên như bị nuốt chửng, bạch quang từ bạch ngọc tiểu ấn bám ra, cắm vào mi tâm thanh y thanh niên. a à, thanh niên đang hào hứng quan sát bạch ngọc tiểu ấn chợt méo mó mặt mày thân thể co rút cực kỳ thống khổ đoạt xá Hôi y lão tẩu hô lên với vẻ không dám tin biến hẳn sắc mặt định ném bạch sắc tiểu ấn đi nhưng lúc đó bạch sắc tiểu ấn trong tay y rực bạch quang mắt hôi y lão tẩu ánh lên kinh hoàng vì uy năng bạch sắc tiểu ấn khiến chân nguyên lão không lưu động nổi chát trong khi lão tuyệt vọng bạch sắc tiểu ấn vụt khỏi tay đập vào ngực lão hắt lão bắn khỏi con thuyền rớt xuống mặt biển ngực hôi y lão tẩu lõm vào xem ra xương cốt và nội tạng đã vỡ nát không còn sinh cơ trên thuyền bạch sắc tiểu ấn giết hôi y lão tẩu xong thì rót xuống khoang linh quang tắt ngóm như thể tổn hao thập phần lợi hại hữu khí vô lực sau hai tuần hương thân thể thanh y thanh niên ngừng co rút thanh y thanh niên vốn trông rất thật thà giờ như thành người khác mọc mũi hung hãn cực kỳ oán độc nhìn về phía hải tiên thành nhanh chóng thu bạch sắc tiểu ấn vào ngực y điều khiển con thuyền rời xa hải tiên thành nhanh chóng khuất bóng vào mặt biển. Còn có người có một thượng cổ khí linh như huynh, trong tĩnh thất ở Hải Tiên Tông, cơ nhã lo lắng nhìn ngụy tác. Hiện tại y nếm đòn, liệu có đồn tin huynh có thượng cổ khí linh ra không? Chắc không đồn ra, vì y đồn việc ta có thượng cổ khí linh ra, thì ta cũng sẽ tiết lộ việc y có lân vương thủy ấn. Hiện tại tu vi của y cơ hồ phế mất quá nửa, nếu tu sĩ kim đan tứ ngũ trọng, thậm chí thần huyền cảnh tu sĩ tranh đoạt, thì y còn nguy hiểm hơn ta. Ngụy tác bảo cơ nhã, bất quá không loại trừ việc y táng tâm bệnh cuồng cũng nên phòng bị tới đây ta sẽ kiếm cơ bế quan tại hải tiên tông thực tế sẽ lén quay về thiên huyền đại lục giúp lão đầu ngưng hình giải quyết ăn oán giữa chúng ta và đông giao thắng địa cũng coi như tránh nạn ừ cơ nhã gật đầu cơ nhã bình thường khi cùng ngụy tác đi ra đều thay đổi dung mạo còn khi ở cùng gã thì với gương mặt thật giờ nàng mặc từ sắc cung trang đẹp đẽ thoát tục khi gặp người ngoài nàng luôn giữ vẻ lạnh như băng xương còn trước mặt ngụy tác lại là tiểu nữ nhi đúng nghĩa về thiên huyền đại lục phải tìm cách giúp lão đầu ngưng hình đông giao thắng địa thì chúng ta không cần tính tới cơ nhã nhìn ngụy tác đặt đầu nghiêm túc nói chúng ta suýt nữa chết bởi đông giao thắng địa hiện tại ta kết thành kim đan kim đan lớn như thế mà mặc kệ chúng cơ nhã nói vậy ngụy tác lấy làm lạ muội không muốn có quá nhiều chuyện trước kia huynh nói đúng nếu sư tôn còn sống thì cũng sẵn lòng dùng phường thị đổi lấy niềm vui cho muội và vi vi đông giao thắng địa là tông môn không nhỏ dây mơ dễ má với nhiều thế lực muội thả ba chúng ta ở cạnh nhau chỉ cần bình bình an an khoái khoái lạc lạc là được cờ nhã nhìn vào mắt gã ta hiểu ý nàng nhưng tu sĩ như chúng ta không chạm vào người khác thì chưa biết chừng người khác sẽ chạm vào chúng ta chúng ta không động đến đông giao thắng địa không có đông giao thắng địa chưa biết chừng sẽ xuất hiện tây giao thắng địa bắc giao thắng địa quan trọng là phải đề thăng tu vi và thực lực giờ ta đạt kim đan cảnh không mấy ai dám chạm đến chúng ta nữa nếu nàng cũng tu thành kim đan, hai kim đan đại tu sĩ cùng nhau, hoặc ta đột phá thêm mấy tầng tu vi, không tính thần huyền cảnh, thì như huyết linh lão tổ, chúng ta cũng không ngại, ta và Lục bào lão đầu đã thương lượng, món nợ này phải trả, không chỉ chút giận mà chưa biết chừng sẽ kiếm được lợi ích cho tu luyện, dù gì cũng phải lấy lại mọi thứ cho vợ ngoan." Ngụy Tác nhìn cơ nhã, trong mắt nhu tình khôn tả, với gã thì tại tu đạo giới này, tìm tuyệt sắc nữ tu tương đương cơ nhã thì có nhưng tốt bụng như nàng, thì thiên nan vạn nan. Ngụy Tác huynh lại không đứng đắn cơ nhã thoáng đỏ mặt vợ ngoan gọi ta làm gì ngụy tác đỏ mắt mỉm cười ám muội sao ta lại không đứng đắn ta đứng đắn quá đi chứ phúc lộc đạo đan đâu ngụy tác nói đến phúc lộc đạo đan cơ nhã khẩn trương hẳn sao hả đương nhiên phải tu luyện để thăng thực lực vợ ngoan mau lấy phúc lộc đạo đan ra tu luyện ba ngụy tác cười hắc hắc không được không được cơ nhã như thỏ thấy cáo hoảng loạn định bỏ chạy muội đã cho vi vi uống dược dịch dưỡng nguyên thiên thiền ngọc có khi nó sắp tỉnh lại nàng ta sắp tỉnh lại nên càng phải tranh thủ thời gian ngụy tác chặn nàng có vẻ ấm ức dù thế nào nàng ta tỉnh lại thì lâu lắm chúng ta sẽ không được song tu nàng đã nói phúc lộc đạo đan có ích cho hai chúng ta để thăng thực lực đan dược này càng nhanh luyện hóa càng tốt không cần lo việc nàng ta tỉnh lại sẽ phát giác với thần thức của ta khẳng định sẽ phát hiện ngay chỉ cần thần thức uy áp đủ khiến nàng ta không vào được cửa tĩnh thất huynh lại viện cớ cơ nhã trừng mắt mặt đỏ như quả táo chín vợ ngoan phúc lộc đạo đan đâu ngụy tác khỉ hạ ông lấy nàng nếu nam tu khác thấy dáng vẻ nhăn nhở này của gã thì chắc sẽ tìm cách bóp chết gã vì cho rằng hoa nhài cắm bãi phân châu cơ nhã bị gã ôm tức thì nóng bừng người mềm nhũn hổ thẹn úp mặt vào ngực gã không nói gì nữa lấy phúc lộc đạo đan ra vợ ngoan đan dược này chúng ta sử dụng đều như nhau hả ngụy tác mỉm cười nhăn nhở hơn dược tính viên đan dược này mãnh liệt phi thường tu vi của huynh cao luyện hóa chắc sẽ an toàn cơ nhã hổ thẹn tựa hổ trách ngụy tác lúc này mà còn cố ý trêu cợt nên cắn mạnh lên ngực gã a à, không chịu nổi bị cơ nhã cắn ngụy tác dùng mình nuốt phúc lộc đạo đan cả chống nổi tâm mà lúc kết đan thì tâm trí có thể coi là kiên định nhưng giờ cũng xáo động toàn thân nóng bừng có phần không chịu nổi a à, kết quả cơ nhã như cố ý mím môi lại ngụy tác càng không chịu nổi ôm nàng lên lần này đến lượt nàng kinh hô vì toàn bộ y phục được gã cởi ra một cách cực kỳ thuần thục ngọc thể hoàn mỹ lại dính sát vào gã có những song tu công pháp chỉ cần song phương nối thông chân nguyên là tu luyện được huyền sát đại pháp chỉ khi nhục thân song phương giao hợp vui vẻ cá nước thì mới có thể hành công tu luyện theo quy củ tu đạo giới chỉ khi là địa cấp đỉnh giai đan dược danh sừng mới có chữ đạo nuốt phúc lộc đạo đan ngụy tác cảm giác được viên đan hóa thành hai làn nguyên khí một nóng một lạnh nguyên khí nóng bừng nhanh chóng dung hợp vào thể nội tinh lực gã không ngừng dâng lên nguyên khí lạnh lại chạy loạn xạ không bị hấp thu mà đang tìm chỗ tiết ra gã cùng cơ nhã ôm chặt nhau theo công pháp hành công thì băng khí tràn vào thể nội cơ nhã để nàng hút lấy phúc lộc đạo đan quả nhiên là địa cấp đỉnh giai đan dược tốt thật ngụy tác cảm giác được có nguyên khí của phúc lộc đạo đan âm nguyên của cơ nhã mỗi lần lưu chuyển một chu thiên huyền sát âm khí tạo ra gấp 6, 7 lần bình thường đối với ngụy tác mọi thứ còn tuyệt vời hơn. Gã đột nhiên cảm giác được âm nguyên của cơ nhã vốn bao chặt xương nguyên của gã, đột nhiên rung động kỳ dị, tốc độ tràn vào thể nội gã gấp mấy lần. A, à, Ngụy tác cực kỳ bội phục người sáng tạo ra song tu thuật pháp vừa cào lộ vừa tu luyện này, tu luyện thuật pháp này là khoái cảm kép, vừa để thăng sức mạnh vừa cào lộ, hiện tại khoái cảm kép này tăng lên, thì gã cũng không nén được mà kêu lên, cũng may, song tu không có gì nguy hiểm, không thì gã xong rồi. Vợ ngoan, sao vậy? ngụy tác tỏ vẻ không dám tin nhìn cơ nhã ngọc thể hoàn mỹ của cơ nhã ánh lên quang hoa màu hoa đào không khác gì lúc tu luyện bình thường thấy gã tròn mắt thường thì khi xong tu nàng không bao giờ nhìn gã nên giờ càng hổ thẹn cất giọng nhỏ như mũi kêu lần trước tại hải liệp đại hội lấy được cuốn sách đó muội đọc được mấy thứ có ích cho xong tu công pháp a à, ngụy tác tròn mắt hưng phấn hẳn vợ ngoan diệu thuật này là cầm lý hấp thủy hay thôn vân hàm nguyệt Tiếng gì nhỉ? Một cánh tay nõn nà giơ lên rồi đặt xuống, rụi rụi mắt. Chủ nhân cánh tay là tiểu mỹ nữ mông cong hàn vi vi. Mỹ nữ mông cong nhu nhược này vừa rụi mắt vừa mơ hồ ngồi dậy, lầm bầm như bất mãn. Hàn vi vi chỉ thấy như như mình ngủ quá lâu, đầu óc hôn hôn trầm trầm, không rõ mọi thứ ra sao, đồng thời tứ chi vô lực. Lầm bầm xong, hàn vi vi phát hiện có chuyện không ổn. Nàng ta nhận ra mình đang ở trong một tỉnh thất lạ, bố trí còn cao cấp hơn chỗ ở thiên cấp tại linh nhạc thành lắc lắc đầu hàn vi vi thấy y phục của mình đã thay đổi nàng ta không mặc ngân tiêu pháp y như trước mà đổi thành pháp y kiểu cung trang màu trắng pháp y này dàn dạt linh khí ít nhất cũng là linh giai pháp y cao cấp hơn ngân sắc pháp y nhiều ta đang ở đâu hàn vi vi nhớ lại hình như ở chân bảo các chúng độc dược của trưởng lão đông do thắng địa đó rồi còn thấy ngụy tắc cứu mình nhưng cụ thể thế nào thì không thể nhớ ra hoạt động tay chân một tí đầu óc còn mơ hồ Hàn Vi Vi cảm thấy thân thể trừ hơi yếu ra thì không có đáng ngại. Lẽ nào là lão lưu manh ngụy tác cứu ta, sư thư đâu? Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng ta giật mình tỉnh táo lại. Nàng ta nhận ra thanh âm thoạt có thoạt không đó có thật, không phải ảo giác. Âm thanh đó như hai con cá đang vui vầy trong nước, búng đuôi tanh tách, tựa hồ có cả tiếng thì thầm như mơ ngủ. Nàng ta càng lấy làm lạ là tiếng kêu đứt quãng, như nỉ non đó rất giống của sư thư cơ nhá. Sư thư! Vừa quan sát chung quanh, nàng ta vừa nghi hoặc gọi khẽ đi a à, không Loáng thoáng nàng ta nghe thấy mấy tiếng đó giọng nói có phần kinh hoàng tựa hồ là cơ nhã hàn vi vi nóng lòng lắc lắc đầu đi về phía đó đi qua hai gian phòng nàng ta dừng lại trước một gian tĩnh thất thoáng do dự đẩy cửa đi vào chỉ kịp nhìn qua là hàn vi vi đã kêu lên với vẻ không dám tin lão lưu manh nàng ta thấy trong tĩnh thất ngụy tác ôm chặt sư thư cơ nhã hai thân thể dính sát nhau ngụy tác cùng cơ nhã đang hoàn toàn trần trụi tay ngụy tác không ngừng du lịch trên mình cơ nhã cơ nhã như con dê non bị mãnh hổ ép xuống kinh hoàng khôn tả cảnh tượng này khiến hàn vi vi cảm thấy như nằm mộng cắn lưỡi thấy đau khiến nàng ta băng lạnh nảy ra ý nghĩ ngụy tác đang phi lễ sư thư nhưng khi vừa ré lên định giết tên cầm thú ngụy tác thì nhận ra có điểm lạ lùng nàng ta thấy ngụy tác tựa hồ muốn khóc mà không có nước mắt trên mình gã cùng cơ nhã lấp lánh hồng sắc quang hoa dưới da hai người có khí lưu chảy với tốc độ kinh nhân. Thật ra là việc gì? Sao lại thế này? Nhất thời, đầu óc Hàn Vi Vi vốn lanh lợi cũng vô dụng. Không biết nàng ta đầu óc trống rỗng ngẩn ra bao lâu, thân thể ngụy tác cùng cơ nhã đột nhiên rời nhau. Hai người vừa tách ra, khí tức hùng hậu, khiến Hàn Vi Vi trao mình. Ngực cơ nhã phập phồng, không dám ngẩng lên vội cầm lấy mớ y phục đã ngụy tác lột ra. Lúc nàng mặc xong, ngụy tác mới định thần lại, tay chân thừa thải, mặc nhanh quần áo. Ngươi tỉnh rồi hả ngụy tác muốn tỏ ra mặt dày coi như không có chuyện gì chào hàn vi vi nói là ngươi hôn mê quá lâu đầu óc không tỉnh táo tất cả vừa nhìn thấy đều là ảo giác nhưng hai lầm há miệng gã vẫn thấy mình không đủ mặt dày không thể nói thành tiếng sư thư muội đi nghỉ đã hàn vi vi khước đột nhiên bảo đoạn không ngoái lại quay về tính thất lúc trước ngụy tác cơ nhã nhìn ngụy tác dậm chân rồi đuổi theo để lại mình gã trong gian tĩnh thất không trách ta được ai ngờ dược lực phúc lộc đạo đan hung mãnh thế ngụy tác bực mình vô cùng vốn dù hàn vi vi tỉnh lại cũng sẽ không xảy ra việc gì như gã đã bảo cơ nhã lúc trước vì hàn vi vi tỉnh lại là gã nhận ra ngay ngụy tác cùng cơ nhã không ngờ nửa đầu dược lực phúc lộc đạo đan thập phần bình hòa nhưng đoạn sau thì cuồng bạo hẳn tan hết tất cả cơ nhã lúc đó đang gia tốc dù với tu vi của ngụy tác mà đình chỉ tu luyện thì cũng có khả năng banh xác ngụy tác cùng cơ nhã đành không ngừng tu luyện hạ khứ cùng lúc Hàn Vi Vi lại nghe thấy mà đến chỗ cả hai. Cảm giác thấy Hàn Vi Vi đi vào, ngụy tác cùng cơ nhã không thể dừng lại, không thể ngăn nàng ta đừng vào. Vốn cả hai định đợi cho Hàn Vi Vi tỉnh lại thì làm cách nào giải thích quan hệ giữa hai người, hiện tại thì thấy hết rồi. Không biết cơ nhã nói gì với nàng ta. Ngụy tác dù mặt dày thì nghĩ đến cảnh vừa rồi cũng thấy mặt nóng bừng. Vệ tâm trùng thật ra thế nào? Cười khổ đoạn gã lóe lên ý nghĩ này, lướt ra ngoài. Bà nãy phát hiện Hàn Vi Vi đi vào, gã không thể dừng lại, nên ra lệnh cho vệ tâm trùng ngăn hàn vi vi lại có điều vệ tâm trùng không hề phản ứng như đang ngủ say xem huyền sát quỷ trào biến hóa ra sao đã ngụy tác định hành động rồi cười khổ dừng lại đến tính thất của vệ tâm trùng phải đi qua gian của hàn vi vi hiện tại không hiểu cơ nhã và hàn vi vi nói gì nên gặp hàn vi vi thì càng ngượng vù ngụy tác dừng lại phất tay thành hắc sắc âm khí phun trào ngưng thành quỷ trào quỷ trào lấp lánh tinh quang như thủy tinh ngưng luyện hơn lúc nào hết vi vi xin lỗi cơ nhã đuổi theo hàn vi vi vào tĩnh thất thấy sư muội dừng lại vai hơi run run nếu là bình thường cơ nhã khẳng định đã ôm hàn vi vi nhưng giờ chỉ đứng tại cửa quay lưng lại tuy chỉ cách sáu bảy bước nhưng không khác gì một khoảng cách không thể vượt qua mặt mày nhợt nhạt nói sư thư không phải ý bức bách thì có phải vì cứu muội mà hàn vi vi chợt quay lại nước mắt lưng tròng nghiến răng nói nếu thế muội thề sẽ giết y cơ nhã sững người dáng vẻ hàn vi vi cho thấy nàng ta hiểu lầm nàng bước tới ôm sư muội vào lòng dịu giọng vi vi việc giữ tỷ và y không như muội tưởng tượng đâu sư thư thật sự thích y hàn vi vi không dám tin ngẩng lên sao lại thế được y sao xứng với thư thư y đã là kim đan đại tu sĩ sao lại không xứng cơ nhã do dự rồi vuốt mái tóc hàn vi vi buông xuống như dòng suối kim đan đại tu sĩ hàn vi vi tròn mắt tựa hồ câu nói của cơ nhã khiến nàng ta quên hết khôi phục như bình thường sư thư Sao lại thế được? Mới có mấy ngày mà y lại từ tu sĩ, chu thiên cảnh biến thành kim đan đại tu sĩ. Sư thư có nhầm không? Vi Vi, muội hôn mê ba năm rồi, cơ nhã nhìn Hàn Vi Vi, tỏ vẻ không diễn tả nổi. Chỉ mình nàng ta biết, mỗi ngày thi pháp cho Hàn Vi Vi mà không thấy nàng ta tỉnh lại, thì có cảm giác nào? Ba năm, muội hôn mê lâu thế sao? Hàn Vi Vi cứng người, một chốc sau, Hàn Vi Vi mới ngẩn ngơ nhìn cơ nhã. Sư thư, thật ra có chuyện gì? muội chỉ nhớ là bị đông giao thắng địa lý thiệu hoa ám toán sau đó xảy ra chuyện gì thì muội không biết đông giao thắng địa ám toán muội lấy muội ra làm con tin ép tỷ cưới đồng thanh y ngụy tác bắt đồng thanh y bức chúng thả chúng ta cơ nhã kể lại rõ ràng việc ngụy tác bức bách đông giao thắng địa rồi đến vân linh đại lục lúc vào chập khí hải sau cùng kết đàn thành công cứu nàng ta tỉnh lại chu thiên cảnh tứ trọng mà dám bắt đồng thanh y bàn điều kiện với tu sĩ kim đan kỳ cứu chúng ta chúng ta đang ở vân linh đại lục y đã kết đan thành công thành kim đan kỳ đại tu sĩ hàn vi vi chỉ nhớ mình gặp ngụy tác tựa hồ lúc đó gã đang tìm cách cứu mình nhưng sự tình cụ thể thì không nhớ rõ hiện tại nghe cơ nhã kể lại từng việc nàng ta biến sắc biết mấy năm nay xảy ra nhiều việc đều cực kỳ hung hiểm chả trách sư thư thấy y khác với tu sĩ khác tốc độ tu luyện cực nhanh hóa ra vì có một thượng cổ khí linh nghe đoạn hàn vi vi bình tĩnh lại trong lòng bâng khuâng khôn tả sư thư nói vậy là sư thư thích lão lưu manh đó không phải vì y liều mạng cứu mà cảm kích đương nhiên là thích thật sự vi vi y đích xác khác mọi tu sĩ cơ nhã bảo hàn vi vi y là người có thể tuyệt đối tin tưởng có thể nương tựa y tốt thế hả sao muội không thấy nhỉ hàn vi vi bĩu môi không hiểu sao càng lúc càng thấy vừa tỉnh lại là mọi thứ đều không dám tin vào nữa xin lỗi vi vi cơ nhã nhìn hàn vi vi bằng ánh mắt phức tạp xin lỗi hàn vi vi trợn tròn mắt không hiểu sư thư muội bất cần bị lý thiệu hoa ám toán hại sư thư suýt nữa phải lấy đồng thanh y hà cứ phải xin lỗi muội tỷ thấy muội rất thích ngụy tác cái gì cơ nhã chưa dứt lời đã bị hàn vi vi cắt ngang không vì nàng ta thấy mình uể oải trong lòng cơ nhã lại rất dễ chịu thì chắc đã nhảy lên sư thư nàng ta nhìn cơ nhã không dám tin sư thư tưởng muội thích lão lưu manh sư thư cướp y nên ngại cơ nhã gật đầu vì muội thích ai thì thích chứ không bao giờ là y Hàn Vi Vi lắc đầu quẩy quẩy, y trông nham nhở quá, mặt mũi thân thể đều không ra sao cả. Dù y là kim đan đại tu sĩ, muội vẫn thấy y không xưng với sư thư, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đừng đến, Hàn Vi Vi nói đến nhe nanh múa vuốt, khô gian mồm miệng mới dừng lại, cơ nhã vừa bực vừa buồn cười, chỉ ngón tay trắng muốt vào chán sư muội, lẽ nào tỷ còn không hiểu muội? Trước đây muội nhắc đến y trước mặt tỷ, thì hớn hở, tỷ sợ muội bị tu sĩ bất lương quyến rũ mà bỏ đi, giờ còn cứng miệng hả? phi dù cả đời thanh tu muội cũng không thèm y sư thư sao lại nhìn muội như thế đừng ồn đã kể xong cơ nhã vô tình lại tỏ mấy phần uy nghiêm của sư thư với hàn vi vi từ lúc còn ở linh nhạc thành từ khi phụ thân hàn vi vi qua đời nàng luôn chăm lo cho sư muội trừng mắt nhìn hàn vi vi đang phì phì không ngừng nàng như quyết định nói tỷ thấy y rất thích muội chưa biết chừng trước kia y còn thích muội hơn tỷ không thì cần gì liều mạng tu vi chu thiên cảnh tứ trọng mà dám bắt thiếu chủ đông giao thắng địa tỷ luôn thấy mình nhân mấy năm y không có muội mà cướp mất y nên sư thư đừng bất an sư thư không chê lão lưu manh này thì kệ đừng đẩy muội vào đống lửa hàn vi vi bị cơ nhã trừng mắt thì có vẻ xử đi không dám nói nữa nghe cơ nhã nói thì lắc đầu kêu lên cắt ngang một thật sự không thích y cơ nhã lại nhìn hàn vi vi muội và y là huynh đệ hàn vi vi lắc đầu sư thư không như sư thư tưởng tượng đâu Thật hả? cơ Nhã nói với Hàn Vi Vi, hiện tại muội không khó chịu, vì là đạo lữ song tu của tỷ. Muội khó chịu gì cơ? Hàn Vi Vi bĩu môi. Nhưng nói ra thì nàng ta lại thấy sống mũi cay cay trong lòng khắc hẳn. Có phải hôn mê quá lâu, thân thể hư nhược nên không thoải mái? Hình như không. Những hình ảnh cùng gã lướt nhanh qua, cảm giác này dâng ngập lòng. Lẽ nào ta thật sự thích lão Lưu manh? Hàn Vi Vi trợn tròn mắt, lóe lên một ý nghĩ không dám tin là sự thật. Thế nào? muội hiểu chưa cơ nhã như thế đã biết trước hàn vi vi sẽ như thế vì muội thấy sư thư theo lão lưu manh nên mới vậy hàn vi vi lắc đầu lòn khỏi lòng cơ nhã kéo tay sư thư đi ra đi sư thư muội phải xem lão lưu manh có gì khác có gì khiến sư thư thích ngươi nghe tiếng là biết ngụy tác còn ở trong gian tĩnh thất ban nãy vừa đến cửa nhìn rõ cảnh tượng hàn vi vi tự suýt buông ra một câu không có tí phong phạm thục nữ nào trong tĩnh thất ngụy tác vùng thành hắc sắc thủy tinh quỷ trào dễ dàng cào một vết sâu trên tường ngụy tác sáng mắt hỉ hả thập phần mãn ý với uy lực quỷ trào sáng vẻ vẫn nhăn nhở như trước ta thích lão lưu manh hàn vi vi lại thầm phản bác hàn ngụy tác lúc đó mới phát hiện nàng ta cùng cơ nhã tới quay lại không biết nói gì hàn cái quỷ sứ gì không biết vì sao ban nãy bình thường nhưng vừa thấy ngụy tác hàn vi vi lại nổi đoá nghe nói ngươi là tu vi kim đan kỳ nhất trọng nói đoạn pháp y bạch sắc của nàng ta rực hào quang hóa thành bạch sắc kiếm khí trực tiếp chém vào ngụy tác chát ngụy tác vung tay thành hắc sắc quỷ chảo chụp ra bạch sắc kiếm khí tan tành hàn vi vi tròn mắt nàng ta muốn thử xem ngụy tác có thật sự lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần không thể nội không có bao nhiêu chân nguyên nên kích phát pháp y không ngờ thử mới biết là linh giai thượng phẩm công kích pháp y mà chính nàng ta không biết tên là gì này phát đòn xong nàng ta giật mình sợ ngụy tác kịp đón đã mất mạng nhưng nàng ta không ngờ là ngụy tác như bóp chết một con ruồi không thèm chớp mắt cũng chặn được tiểu tử khá lắm tròn mắt ngẩn ra hàn vi vi định thần nhìn ngụy tác hầm hừ việc của ngươi và sư thư ta đã nghe sư thư nói sư thư nói tốt cho ngươi như thế thì ta đành vậy ngọn trào của ngươi uy lực không tệ chốc nữa chuyển môn thuật pháp này cho ta à không phải chứ ngụy tác nuốt nước bọt sự thực vừa rồi gã thử huyền sát quỷ trào đã cảm giác thấy hàn vi vi cùng cơ nhã đến chỉ là không biết cơ nhã giải thích đến mức nào cũng không biết phải nói gì nên cứ không ngừng cào lên tường, trong lòng thì ngớ ngay. Không biết tiếp theo sẽ thế nào. Câu nói này của Hàn Vi Vi khiến gã tròn mắt, lẽ nào chỉ tích tắc mà cơ nhã, khiến được Hàn Vi Vi thoải mái đến thế. Lẽ nào không định dạy muội, Hàn Vi Vi thấy gã như vậy, thì nhớ mày như muốn nổi giận. Chuyện đó. Ngụy tác cùng cơ nhã nhìn nhau, cơ nhã đỏ mặt, Ngụy tác cẩn thận hỏi, Hàn Vi Vi, môn thuật pháp này là bọn ta lấy được ở cổ Hoài Trang, từ tay cháu Lý Thiệu Hoa, người xác định sẽ tu luyện. Hàn Vi Vi tròn mắt, quay nhìn cơ nhã. Nàng ta nhớ rõ, khi ấy kẻ sử dụng huyền sát quỷ trào chỉ là thanh khắc sắc âm khí, không như ngụy tắc hiện tại, không khác gì một món pháp bảo do tinh thạch ngưng thành. Vì huyền sát quỷ trào quỷ trào của gã bây giờ và của kẻ đó khác nhau nên nàng ta không nhận ra là cùng một loại thuật pháp. Nàng ta nhớ rõ môn thiền cấp thuật pháp đó là song tu thuật pháp, song tu càng nhiều huyền sát âm khí càng lợi hại hiện tại huyền sát quỷ trào của ngụy tác ngưng kết thành thế này thì y và sư thư song tu bao lần rồi bị hàn vi vi nhìn cơ nhã lại hơi đỏ mặt diệu lực của phúc lộc đạo đan thấy hàn vi vi nhìn cơ nhã ngụy tác biết ngay nàng ta nghĩ gì nên giải thích thuật pháp này ngươi tự luyện đi ta không thích hàn vi vi hung hãn trừng mắt nhìn gã càng nhìn càng bực càng không hiểu vì thích gã vì cái gì ban nãy ngươi nói muốn tu luyện mà hàn vi vi vẫn ngông như trước ngụy tác tức thì khôi phục được mấy phần bản sắc Cười hắc hắc, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, ngươi giờ trò lưu manh, với sư thư, thì đành không nói gì nữa, còn dám với ta, thì cẩn thận ta cắt một số chỗ của ngươi chưa yêu thú ăn. Hàn vi vi phất tay uy hiếp, ngụy tác cười ngượng ngùng, thành hắc sắc huyền sát quỷ trảo hóa thành huyền sát âm khí, thu lại thành nội. Nghe nói, ngươi đã kết đan thành công, là tu sĩ kim đan nhất trọng, thấy ngụy tác thật thà, hàn vi vi càng hiếu kỳ, thật không, ai kết đan thành công, thành kim đan tu sĩ thì cũng có linh khí hóa hình hà sao ta không thấy ngươi có linh khí hóa hình thường ta vẫn dùng tiềm ẩn quyết che giấu tu vi ngụy tác giải thích đoạn thu tiềm ẩn quyết tử sắc linh khí bừng lên ngưng thành mấy cánh sen tím ha ha thấy cánh tử sắc liên hoa nhỏ xíu hàn vi vi trợn tròng trắng bật cười ngụy tác đây mà là linh khí hóa hình kim đan tu sĩ khác uy mãnh bao nhiêu còn linh khí hóa hình của ngươi đứng xa một chút là không nhìn thấy chắc kim đan của ngươi cũng không ra sao cả chỉ bằng hạt đỗ hả trợn tròng trắng xong Hàn Vi Vi coi thường. Ta muốn giữ kín cũng không được, cho người biết, kim đan của ta rất to, xuất hiện chắc người sợ lắm, ngụy tác cười ha hả. Vì trông thế này thì to đến đâu, dọa được ta. Vậy hả, thấy Hàn Vi Vi khinh thường, ngụy tác không tức tổn hào chân nguyên và kim đan uy năng, cười hắc hắc, tế xuất kim đan. Mi tâm gã sực hà quang vạn đạo, tử sắc kim đan bay lên. Nhĩ muội yêu. Hàn Vi Vi vốn đang khinh thường, thấy thế thì tròn mắt kêu lên dù chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn đi hàn vi vi hiểu rõ tu sĩ kim đan nhất trọng bình thường kim đan chỉ cỡ trứng chim câu còn viên của ngụy tác lại như trứng ngỗng quả thật dọa khiếp người ta ha ha thế nào không nhỏ chứ ngụy tác thấy hàn vi vi tròn mắt thì càng đắc ý người dùng ảo quang phủ dọa ta hàn vi vi chỉ muốn thò tay chạm vào xem kim đan là thật hay giả mềm hay cứng nhưng mới đi được hai bước thì bị kim đan uy áp khiến cho sững lại thứ lỗi tuy to một chút nhưng là thật ngụy tác bật cười ha hả đắc ý cái gì trông to nhưng vô dụng ngụy tác đắc ý vô cùng khiến hàn vi vi lại bực mình sao lại vô dụng vô dụng thì ta mất mạng lâu rồi ngụy tác đảo mắt đột nhiên nhớ ra vỗ lên một nạp bảo năng thượng lấy kim đan của diệp linh ra hiện tại đã tế xuất kim đan rồi đem viên kim đan này luyện thành tuyệt diệt kim đan đã đây là kim đan của kim đan tu sĩ bị người giết hàn vi vi lại chú ý đến kim đan của diệp linh nàng ta đã nghe cơ nhã nói ngụy tác kết thành kim đan thì đến âm thi tông giết diệp linh rồi bị bạch bảo thanh niên mai phục nan nãy nói kim đan của ngụy tác vô dụng chỉ vì không thích việc gã đắc ý nên phản bác là kim đan của âm thi tông diệp linh hiện tại ta dùng hết bài tẩy rồi đem vật này luyện chế thành tuyệt diệt kim đan mới được ngụy tác gật đầu dặn hàn vi vi quá trình ta luyện chế tuyệt diệt kim đan khá nguy hiểm chúc nữa ngươi đừng có nghịch dại không thì cả ba chúng ta đều tan xác ngụy tác ngươi có ý gì trước đây ta toàn làm hỏng việc hả ngụy tác nói vậy hàn vi vi bực mình kêu lên ngụy tác không nói gì mà đảo mắt hàn vi vi nhớ lại thì toát mồ hôi hình như trước đây quả thật mình toàn gây họa hàn vi vi không nói gì nữa ngụy tác bắt đầu luyện chế tuyệt diệt kim đan có kinh nghiệm luyện chế hai viên tuyệt diệt kim đan luyện chế viên này chỉ khi áp chế kim đan uy năng hơi vất vả ra thì không sao đã nhanh chóng luyện chế xong luyện chế xong rồi hàn vi vi trước kia chưa từng thấy kim đan nên nhìn rất thú vị đợi ngụy tác luyện chế xong thì còn tỏ ra tiếc rẻ ngụy tác quá hiểu tính hàn vi vi sợ nàng ta nghịch tuyệt diệt kim đan nên mặc cho nàng ta hào hứng nhìn gã luyện chế xong là gã gật đầu lặng lặng thu tuyệt diệt kim đan và nạp bảo nàng đúng rồi những lần này gã tính nhầm hàn vi vi đảo mắt rồi bảo không phải ngươi có thượng cổ khí linh hả sao trước đây không cho ta biết mau lấy ra cho ta xem thế nào hàn vi vi nói vậy ngụy tác biết không để nàng ta gặp lục bảo lão đầu thì sẽ bị làm phiền đến chết nên gã lấy luôn dưỡng quỷ quán ra mấy giọt máu hỏa địa long nhỏ vào lục quang lóe lên thân ảnh lục bào lão đầu bay khỏi dưỡng quỷ quán có việc gì lục bào lão đầu xuất hiện bực mình lầm bầm thấy hàn vi vi đứng trước mặt thì lão ngẩn ra thế nào nàng ta tỉnh rồi hả ngươi là thượng cổ khí linh sao lại là lão đầu ngụy tác chưa nói gì hàn vi vi đã lên tiếng biến sang hình khác được không chuyện đó trước mắt không được bất quá ngưng hình xong thì có thể nghe nói ngươi sống mấy vạn năm rồi tu đạo giới khi đó thế nào nữ tu mặc pháp y kiểu gì tu đạo giới khi đó và hiện tại tương tự nữ tu thời đó ngụy tác cùng cơ nhã tắt tiếng vì hàn vi vi và lục bảo lão đầu rất hợp chuyện chi bằng hai người cứ trò chuyện ta đi xem vệ tâm trùng hàn vi vi và lục bảo lão đầu càng lúc càng hợp chuyện ngụy tác bảo vệ tâm trùng hàn vi vi dừng lại nhớ ra người vẫn nuôi vệ tâm trùng còn vệ tâm trùng của ta thế nào Phệ Tâm trùng lại tiến giai đang cùng Hàn Vi Vi trò chuyện say sưa, Lục Bảo lão đầu nghe Ngụy Tác đột nhiên nói vậy thì ngần người. Tiến giai hay không thì ta không biết, bất quá có vẻ đang ngủ sau khi tiến giai. Ngụy Tác giải thích, đoạn bảo Hàn Vi Vi, Phệ Tâm trùng của ngươi lò vào tay Đông Giao Thắng Địa, cướp cả Phệ Tâm trùng của ta. Hàn Vi Vi nổi giận, Ngụy Tác, không phải ngươi kết thành Kim Đan rồi hả? Sao không giáo huấn Đông Giao Thắng Địa? Vốn định đợi ngươi tỉnh lại là quay về, bất quá cần chuẩn bị một chút. Không hiểu mấy năm nay linh nhạc thành và đông giao thắng địa biến thành thế nào rồi ngụy tác vừa nói vậy với hàn vi vi vừa dẫn đường đến gian phòng nuôi dưỡng vệ tâm trùng yêu thú gì đây vào đến gian phòng ngụy tác nuôi dưỡng vệ tâm trùng hàn vi vi cả kinh tại đạo huyền điện lấy được bảy thi thể ngân lân yêu thú hỗn nguyên ngân oa chui ra từ thể nội trần lão quái và hỗn nguyên ngân oa bốn tay do nữ hoàng ngân lân yêu thú tiến hóa biến thành cùng viễn cổ hỗn nguyên ngân oa đã khô cứng nhục thân đều được ngụy tác để ngổn ngang trong phòng dù nàng ta có kiến thức tệ đến đâu thì cũng nhận ra đẳng cấp của yêu thú này rất đáng sợ. Là yêu thú mà tỷ đã nói với muội ở Đạo Huyền Điện. Cơ Nhã giải thích. A. À, Mục Quang quét vào, Ngụy Tác tỏ rõ vẻ kinh hỉ, chụp một thi thể ngân lân yêu thú lên. Bị gã chụp trong tay cơ hồ là một nhúm trong veo, trông như một con phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng đang ngâm trong một chậu ngọc đầy dược dịch, lúc gã cầm lên thì nó lột xác. Theo kinh nghiệm nuôi dưỡng trước đây, phệ tâm trùng lột xác chứng tỏ lại tiến dài thời gian này ngụy tác vì toàn lực sung kích kết đan nên không chuẩn bị nhiều thi thể yêu thú cho vệ tâm trùng chỉ đặt mấy chậu bồi yêu dịch vào không ngờ vệ tâm trùng lại tiến dài với gã đúng là niềm vui bất ngờ quả nhiên lại tiến dài lục bào lão đầu đã có kinh nghiệm thấy vệ tâm trùng lột xác thì bảo xem ra cao giai yêu thú rất có hiệu quả nuôi dưỡng với vệ tâm trùng một con thất cấp bắt cấp yêu thú có thể tương đương với hơn trăm con tứ ngụ cấp yêu thú ngụy tác gật đầu không nén được lên tiếng sau này phải nghĩ cách kiếm cao giai yêu thú. Tu vi hiện tại của ngươi có thể thử săn cao giai yêu thú, bất quá cao giai yêu thú hiếm có, cần nghe ngóng mới biết ở chỗ nào có. Người mà còn dựa vào săn đê dài yêu thú kiếm linh thạch thì mất hết danh dự tu sĩ kim đan kỳ. Người đã có thể tranh đoạt đồ tốt với các đại tông môn rồi. Tiếp theo cần chú ý nghe xem ở đâu có lợi cho tu luyện thì đến cướp đoạt. Lục bào lão đầu lại nhìn ra phệ tâm trùng trong tay gã. Trước đây không phải người có hai tấm da đã lột hả. Gom lại đủ luyện chế một tấm ẩn hình pháp y nhất là hai lần gần đây lột ra còn tốt hơn của vệ tâm trùng trường lão ẩn hình pháp y này chắc có lực phòng ngự cao hơn đúng chi bằng quay về thì lại tìm luyện khí sư nhờ luyện chế ẩn hình pháp y có kinh nghiệm lần trước luyện chế chắc sẽ thành tỉnh rồi ngụy tác thu ra vệ tâm trùng lột ra tựa hồ bị những lời bàn luận đánh thức vệ tâm trùng ngâm trong dược dịch tỉnh lại ngụy tác vệ tâm trùng của người to thế này nhìn rõ con trong dược dịch lại nhớ đến con vệ tâm trùng suýt nữa bị chết đói của mình hàn vi vì lại đau lòng ngụy tác không nói gì nhìn vệ tâm trùng với ánh mắt lấp lóe vệ tâm trùng của gã nhảy khỏi dược lập tức triệt để ẩn hình rồi không hề động tĩnh thế nào vệ tâm trùng tiến giai lần này sẽ có dị năng về trực tiếp công kích hoặc phòng ngự hả cơ nhã nhận ra ngụy tác vừa thử thiên phú dị năng mà vệ tâm trùng tiến giai xong hình thành thấy nó không động tĩnh gì thì nàng không nén được lên tiếng hỏi xem ra lần này cũng như lần tiến giai trước có năng lực nhận ra ẩn hình không phải năng lực công kích hoặc phòng ngự, ngụy tác nhíu mày, vệ tâm trùng không có linh tính như dương chi điều, chứ không thì biết ngay. đúng rồi, suýt nữa quên mất, nhắc đến dương chi điều, ngụy tác nhớ ra bảo chúc quả mua được ở vương gia thường hành phách mại hội. đoạn gã vu vào nô thú đại thả dương chi điều ra, không còn yêu đan, linh tính của dương chi điều sẽ tan dần. ngụy tác trước đây bàn điều kiện vì nó thập phần thông linh, nếu dương chi điều mất linh tính, không nhận ra gã mà gã không có khống thú chi pháp chắc chắn sẽ rất tốn công dạo này gã xung kích kim đan kết đan thành công rồi đấu với diệp linh và tu sĩ đều tam hoàng tông truyền thừa nên không chiếu cố được cho nó còn may ngụy tác thở phào dương chi điểu được thả ra tuy linh quang thập phần ảm đạm hai mắt mở đi nhưng vẫn nhận ra được gã thấy quả cây như khúc nến đỏ trong tay gã dương chi điểu gáy lên rồi lao xuống nuốt trọn bảo chúc quả đây là dương chi điểu khả ái quá nào ngụy tác để ta đùa với chim của ngươi Hàn Vi Vi thấy Dương Chi Điểu, liền hưng phấn hẳn. Ngụy Tác tắt tiếng, một lúc sau mới thở dài, thứ lỗi, con chim này không bị ta khống chế, muốn đùa thì ngươi thương lượng với nó. Nào, ngoan nào, đến chỗ Thư Thư, lần sau Thư Thư sẽ kiếm quả gì ngon cho mà ăn. Hàn Vi Vi không nghĩ ngợi nhiều, hưng phấn đưa tay câu dẫn linh diểu của Ngụy Tác. Hàn Vi Vi nói vậy, Dương Chi Điểu do dự một chút rồi đáp xuống tay nàng ta. Ngụy Tác lắc đầu, thu phệ tâm trùng lại, từ sắc chân nguyên tràn ra, hút một thi thể ngân lân yêu thú lên. Đoạn gã dùng chân nguyên dồn ép, một viên ngân sắc yêu đan cỡ trắng chim câu từ miệng ngân lân yêu thú thỏ ra. Thoáng sau, gã có thêm 8 viên yêu đan. Trong chín viên yêu đan, 7 viên lấy từ thể nội ngân lân yêu thú, đều lớn cỡ trứng chim câu, trông như bằng bạc, bên trong là một dài bạc đang chảy. Một viên khác cũng tương tự nhưng của hỗn nguyên ngân oa từ thể nội Trần lão quái phá chui ra. Viên này cũng thuần bạc, nhưng có phần kỳ dị có phủ văn như hình vầy ánh lên hào quang thậm chí tạo cho người ta cảm giác là kim đan của tu sĩ nội đan của cao gia yêu thú nếu có công thức luyện chế thành đan dược thì đều có công hiệu kinh nhân nội đan yêu thú lục cấp trở lên luyện chế thành đan dược ít nhất cũng là địa cấp đan dược ngân lân yêu thú đều là lục cấp cao gia yêu thú hỗn nguyên ngân oa còn là bắt cấp yêu thú viên nội đan này mà luyện chế được đan dược tất đạt địa cấp đỉnh gia trở lên cũng cấp với phúc lộc đạo đan hỗn nguyên ngân oa từ thời thượng cổ cũng hiếm hoi hơn cả tử hồ hoa ngân lân yêu thú lại là biến dị nên càng không có công thức luyện đan thích hợp yêu đan này chỉ có thể dùng để nguyên linh dịch phải bắt phẩm luyện đan sư mới luyện chế được để rút đan nguyên ra cho tu sĩ luyện hóa đan nguyên chỉ có một nửa hiệu lực của yêu đan nhưng nội đan lục cấp trở lên thì chỉ được một nửa cũng quý thu tám viên yêu đan lại chát yêu đan của hỗn nguyên ngân oa bốn tay bị ngụy tác ép ra từ vết thương ở bụng lớn thế hả viên yên đan này to thế cũng không khiến ngụy tác lấy làm lạ ta đã biết nó to bằng trứng vịt nhưng hàn vi vi đang hào hứng đùa với linh điểu thì tròn mắt viên yêu đan này cũng màu bạc nhưng lại hơi trong ánh lên trận trận ngân sắc quang hoa ngân sắc quang hoa lấp lóe theo tiết tấu như nước chiều lên xuống ngụy tác cho ta nghịch yêu đan một lúc ngụy tác kinh ngạc nhìn viên yêu đan lạ lùng một chốc định thu lại thì hàn vi vi hưng phấn kêu lên ngụy tác biết nàng ta luôn thích thú với những thứ chưa thấy nên lập tức đưa luôn yêu đan cho hàn vi vi rồi gã thu hết thi thể yêu thú lại quan sát xương cốt hỗn nguyên ngân oa bốn tay gã vung tay lấy ra một món linh giai pháp bảo tựa hồ định thử xem xương cốt hỗn nguyên ngân oa có như mình tưởng tượng thập phần thích hợp luyện chế hắc minh cốt quần trăng đột nhiên một luồng pháp lực dao động dấy lên sau lưng sinh cơ bàng bạc lan tràn sinh cơ này tạo cho gã cảm giác như hoang cổ cự thú đột nhiên đàn sinh chuyện gì hả ngụy tác kinh ngạc ngoái lại ngoái lại thì thấy hàn vi vi cùng cơ nhã lục bảo lão đầu đều tròn mắt nhìn yêu đan kỳ dị trên tay hàn vi vi viên yêu đan đó thoáng có lục quang ánh lên sinh cơ hùng hậu phát ra tốc độ ngân sắc yêu đan trên tay hàn vi vi lóe ngân quang nhanh hơn nhiều thật ra là sao ngụy tác lại hỏi giọng nói hơi gằn lại hỗn nguyên ngân oa cực kỳ cổ quái gã nhớ rõ viễn cổ hỗn nguyên ngân oa bị phong ấn tại đạo huyền điện không biết chết đã bao nhiêu năm nhưng năm kim sắc pháp bảo hiệp trợ phong ấn vừa lấy ra thì ngân dịch đã hạ sát cả kim đan tu sĩ như trần lão quái ta chỉ thấy viên yêu đan này giống một quả trứng, nên thuận tay dùng khống linh thuật. sao ta biết được? hàn vi vi thoáng kinh hãi đến độ mặt nhợt đi, tỏ vẻ vô tội. khống linh thuật, lẽ nào? ngụy tác ngần người lướt đến cạnh hàn vi vi, gã không nén được hít sâu một hơi, vì hiện tại yêu đan hỗn nguyên ngân oa không còn giống yêu đan mà giống quả trứng, sinh cơ hùng hậu cùng trận trận ngân quang toát ra, cơ hồ đang hô hấp theo tiết tấu. khống linh thuật đã thi triển thành công, cố nén chấn kinh ngụy tác hỏi hàn vi vi thành công rồi lẽ nào không phải yêu đan mà là một quả trứng hàn vi vi vốn bị giật mình trở nên đắc ý gì hả cơ nhã và lục bảo lão đầu cùng hít một hơi lạnh người thấy hỗn nguyên ngân oa này lúc nào sẽ nở ngụy tác lại hỏi hàn vi vi chắc nhanh nở lắm chỉ một hai ngày nữa thôi hàn vi vi cầm viên yêu đan trong veo hưng phấn vô cùng ngụy tác cùng cơ nhã lục bảo lão đầu đều tắt tiếng việc này thật không dám tin vật này đầy đạn đan khí tuyệt đối là một viên yêu đan, không thể là trứng, nhưng Hàn Vi Vi vô tình thi triển khống linh thuật thành công. Nghĩ lại thì viễn cổ hỗn nguyên ngân oa chết lâu như vậy mà còn bán ra được ngân dịch. Từ thể nội trần lão quái phá thể trùng sinh, chắc chỉ còn cách giải thích là phương thức sinh sản của hỗn nguyên ngân oa khác yêu thú thông thường. Có lẽ ẩn giấu ngân dịch ấu trùng trong yêu đan. Như thế, yêu đan không khác gì một quả trứng. Hàn Vi Vi vô tình thi triển khống linh thuật thành công, chẳng phải thành công khống chế một con bắt cấp yêu thú. Bắt cấp yêu thú, bọn ngụy tác nhớ rõ nếu không có các mô đầu yêu thú sánh ngang mấy kim đan tu sĩ và dị bảo như thành tác ngân pháp trượng của gã thì dù có thêm diệp linh và yêu tán tán tức là bốn năm kim đan kỳ đại tu sĩ hợp lực cũng vị tất là đối thủ của hỗn nguyên ngân oa bốn tay hàn vi vi đột nhiên có yêu thú như thế nô thú tản thiên của ngụy tác khẳng định không có nơi dưỡng phương pháp yêu thú đẳng cấp nhè hỗn nguyên ngân oa nhưng từ bố trí quanh đạo huyền điện phong ma sơn thì hỗn nguyên ngân oa chắc cùng giống một vài yêu thú chuyên ăn yêu thú khác, chỉ cần nấp nở là không lo bị đói chết. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, yêu thú cỡ này, dù vừa nở, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Ngụy tác, vật này giờ cho ngươi cũng vô dụng, ngươi không tính linh thạch với ta chứ, hàn vi vi đắc ý bảo. Hỗn nguyên ngân oa thập phần quỷ dị, tại đạo huyền điện lúc trước bắn ra ngân dịch chui vào thể nội kim đan tu sĩ, trực tiếp hạ sát một kim đan tu sĩ, ngươi nên cẩn thận nếu thấy có gì không ổn thì phải nói ngay ngụy tác không hề nói đùa thập phần ngưng trọng dặn với tu vi của gã yêu thú thất cấp trở xuống không thành vấn đề nhưng bắt cấp yêu thú nhất là hỗn nguyên ngân oa thì vượt ngoài tầm khống chế nên trang đặt ở ngoài đựng vào thứ này rồi tính ngụy tác nói vậy hàn vi vi cũng hơi sợ không dám để bên mình như thế an toàn nhất đặt trong tĩnh thất là được ta còn phải chuẩn bị mấy thứ một thời gian nữa mới về thiên huyền đại lục được xem nở ra thế nào mới tính ngụy tác gật đầu thu hết thi thể yêu thú lại chỉ để lại hỗn nguyên ngân oa bốn tay nhất thời vốn tĩnh thất vốn đông đúc lại trống trơn được quan hệ đến tính mạng hàn vi vi không dám đùa cực kỳ nghe lời đặt ngân sắc yêu đan lên trước bàn trong tĩnh thất ngụy tác không hề dường già nhằm thi thể hỗn nguyên ngân oa kích phát ngân sắc tiểu phủ ngân sắc tiểu phủ hóa thành một đạo ngân quang cực kỳ tinh chuẩn chém vào cái xương lộ ra ở vết thương dưới bụng nó choang hoa lửa tóe ra vang lên tiếng kim loại va nhau ngân sắc tiểu phủ quay lại ngụy tác quét mục quang vào tỏ rõ thần sắc kinh hỉ ngân sắc tiểu phủ mẻ một miếng chỗ chạm vào gióng xương gióng xương vẫn trơn bóng không hề xê sát gì ngân sắc tiểu phủ này gã lấy được của bạch bảo thanh niên cũng là linh giai thượng phẩm pháp bảo ngân sắc tiểu phủ chém xuống mà xương cốt không hề hấn gì cây phủ lại phá tổn chứng tỏ xương hỗn nguyên ngân oa không kém gì pháp bảo phòng ngự đạo giai hạ phẩm hỗn nguyên ngân oa bốn tay tệ nhất cũng đạt bắt cấp đê giai thậm chí có thể là bắt cấp trung dài, Theo điển tịch của Diệp Linh ghi lại việc luyện chế Hắc Minh Cốt Quân thì thực lực khẳng định lợi hại hơn thuật pháp của Kim Đan nhất trọng. Nhưng điển tịch cũng nói rõ, nhược điểm của Hắc Minh Cốt Quân là công mạnh thủ yêu, tự thân xương cốt không có bao nhiêu lực phòng ngự, thủ đoạn công kích cũng như yêu thú, thập phần đan điệu, nếu dễ dàng bị đánh tan thì luyện chế được cũng vô nghĩa. Hiện tại Ngụy Tác biết xương hỗn nguyên ngân oa cỡ này, vậy có thể chuẩn bị nguyên liệu khác để luyện chế Hắc Minh Cốt Quân. Sương yêu thú này đáng sợ thế à? Hàn Vi Vi chưa từng thấy yêu thú này lợi hại thế nào, nên vẫn không dám tin, Ngụy Tác hơi trầm ngâm, dồn chân nguyên vào truyền âm pháp khí. "Ngụy trưởng lão, có gì dặn dò?" Một giọng nói cung kính vang lên. "Hỏi Lý trưởng lão đang bế quan xem có thể gặp mặt ta không?" Ngụy Tác nói, "Nếu Lý trưởng lão có thể thì dẫn ta tới, đệ tử sẽ đi ngay." "Oa, được, Ngụy Tác, khá lắm, dùng thực huyết pháp đào hút máu Lý Dực triển thì ngươi có thêm một con bài tẩy." lục Bảo lão đầu thấy gã tìm lý dược triền liền hưng phấn hẳn lão đầu đừng có xấu bụng như thế ngụy tác giờ khóc giờ cười lý dược triền dù gì cũng là người cùng phe hơn nữa âm thì tông nhận ra lai lịch thực huyết pháp đao bản thân pháp đao này không có lực phòng ngự nhược điểm này sẽ càng lúc càng nhiều người biết lại thêm tốc độ bình thường nếu gặp tu sĩ kim đan kỳ chúi phòng bị thì quả thật nó vô dụng thế thì sao đằng nào các ngươi cũng không quen lục Bảo lão đầu hừ lạnh ngươi tìm y làm gì ta muốn đến động phủ của hỏa vân chân nhân tu luyện thái cổ hung hỏa quyết hỏa vân chân nhân truyền môn nay cho ta hiện là thuật pháp tiến công tối lợi hại của ta với tu vi hiện tại thi triển thì chưa biết chừng còn hữu dụng hơn đạo giai thượng phẩm pháp bảo chỉ là môn thuật pháp này cần hắc sát hỏa khí vào thể nội tu thành 16 đoá thái cổ hung hòa. hắc sát hỏa khí tinh thuần khó tìm lắm ngụy tác giải thích hỏa vân chân nhân luyện thuật pháp này chắc ly hỏa đảo phải có bố trí lý dực triển và hỏa vân chân nhân giao tình không tệ từng vào động phủ của bằng hữu hỏi là biết đúng thế người có hỏa linh căn tu luyện hỏa hệ thuật pháp này uy lực sẽ rất cao lục bảo lão đầu tỏ vẻ đã hiểu tiếp theo về thiên huyền đại lục để tránh nạn và giúp ngươi ngưng hình bất quá ngươi cũng nói ít nhất cần tu vi kim đan tam trọng mới giúp được ngươi nói kỹ xem kế hoạch để cao tu vi hòa và tìm thứ để ngươi ngưng hình xem nào tên được tam hoàng tông truyền thừa đó đã đến nhiều nơi thu được nhiều lợi ích ngươi thì chưa đưa ta đến chỗ nào tốt cả trước đây ngươi không đủ tu vi lần này quay về ta sẽ cho ngươi thấy lợi hại của ta lân vương đó dám khinh thường ta con bà nó chứ còn không bị ta đánh cho tơi tả kẻ sở hữu y còn tệ hơn kẻ sở hữu ta may mà y chạy nhanh cùng lục bảo lão đầu nói thêm mấy câu truyền âm pháp khí sáng lên ngụy tác dồn chân nguyên vào thì giọng đệ tử hải tiên tông vang lên ngụy trưởng lão lý trưởng lão đã tới đệ tử hải tiên tông trẻ tuổi mặc ngân sam thập phần cung kính đứng ngoài chỗ ở của ngụy tác ngân sam đệ tử này là lâm tu nhàn mà ngụy tác đã quen mặt sau lưng y là một hoàng sam trung niên tu sĩ an vận theo lối văn sĩ trông cực kỳ phong lưu anh tuấn linh khí hình thành một đóa hoa liễu màu lam nhạt chính là tu sĩ kim đan kỳ lý dực triển ngụy trưởng lão hoàng quang lóe lên ngụy tác xuất hiện lâm tu nhàn thập phần cung kính hành lễ lý trưởng lão thứ lỗi đã quấy nhiễu tiềm tu ngụy trưởng lão không ngờ mới đây mà đã kết đan thành công giết cả diệp linh thật khó tưởng tượng lý trưởng lão vào trong nói chuyện hàn huyên mấy câu trích kiến ngụy tác mời lý dực triển vào chỗ ở chừng hơn một canh giờ sau hoàng quang lóe lên lý dực triển đi ra gật đầu với lâm tu nhàn rồi về nơi bế quan thần sắc y thì tuy biết ngụy tác kết đan thành công và giết chết diệp linh nhưng đến giờ vẫn thấy khó tin cái gì cự đan chân nhân ngụy tác bế quan định xung kích kim đan cảnh đệ nhị trọng ngụy tác và lý dực triển gặp nhau hôm trước hôm sau tin ngụy tác bế quan đã lan khắp hải tiên thành Y hai mươi mấy tuổi kết đan, là đệ nhất nhân suốt mấy trăm năm nay của Vân Linh Đại Lục, hiện tại định trực tiếp xung kích tu vi kim đan đệ nhị trọng, lẽ nào lấy được bảo vật nghịch thiên nào đó. Ta thấy Y làm thế vì sợ âm thi tông báo thù, cứ ở trong nhà thì âm thi tông không ám toán được. Cây cao thì gió cả, ngụy tắc trẻ thế đã kết đan thành công, chưa biết chừng khiến nhiều tông môn kiêng rè, chứ không chỉ âm thi tông đối phó Y. Y làm vậy cũng là lựa chọn thông minh những tu sĩ nghe được tin đó đều bàn luận xôn xao thì trong lúc đó ngụy tác cùng cơ nhã hàn vi vi lại đang ở trong một tĩnh thất bốn phía toàn là đá đen nền tĩnh thất lát làm sắc tinh thạch toát lên hơi lạnh đặc biệt khiến tu sĩ đứng trong phòng mát mẻ dễ chịu như được tắm gội giáo xuân nhưng trong một đại sành ngoài tĩnh thất lan tràn hỏa sát khí tức như lò lửa nếu có tu sĩ thấy nơi bọn ngụy tác đang đứng sẽ phát hiện cả bọn đang ở trong bụng núi trên hòn đảo đá đen hòn đảo nhỏ chỉ cao chừng hơn 200 trượng rộng chừng mấy mấy dặm đỉnh lõm xuống không mọc nổi một ngọn cỏ thân đảo có nhiều vết nứt phun ra hơi nóng và khói đặc hòn đảo này là ly hỏa đảo ngụy tác không biết rằng sau khi trước mặt chúng nhân giết chết diệp linh thì bắc bộ chư thành của vân linh đại lục tặng gã xương hiệu đình đình đại danh cự đan chân nhân hiện tại nhắc đến cự đan chân nhân ngụy tác bắc bộ chư thành vân linh đại lục không ai không biết hiện tại gã cùng cơ nhã hàn vi vi kể cả lục bào lão đầu lơ lửng trên dưỡng quỷ quán đều chăm chú nhìn chiếc bàn đá ở giữa tĩnh thất trên chiếc bàn đá đen một viên yên đan mà bạc lấp lánh ngân quang là yêu đan của tứ tí ngân oa thời gian qua đi đột nhiên viên yêu đan kỳ dị vang lên tiếng nứt vỡ nghe thấy âm thanh này sắc mặt ngụy tắc lạnh lại như lâm đại địch lấy ra hai kim sắc pháp bảo nhắm vào viên yêu đan vỏ ngoài viên yêu đan lấp lánh nứt ra như tính chứng vỡ vỏ vỏ yêu đan tách ra theo vết nứt một con tiểu yêu thú lấp lánh ngân quang xuất hiện trước mắt bọn ngụy tác. Khả ái thế hả? Hàn Vi Vi vốn khẩn trương, sợ có thứ gì cổ quá nhảy ra, chợt sáng mắt. Không phải bốn tay, hình như là hỗn nguyên ngân oa chính tông. Ngụy tác cùng cơ nhã và lục bào lão đầu đều ngần người. Từ trong yêu đan chui ra là một con hỗn nguyên ngân oa hai tia nhỏ xíu, mình đầy vảy bạc, thân thể giống nữ hoàng ngân lân yêu thú sáu, bảy phần, trông như một nữ tu mặc ngân sắc giáp y, chỉ là ngân lân yêu thú hoặc hỗn nguyên ngân oa đều tạo cho người ta cảm giác rùng rợn, còn hỗn nguyên ngân oa này cực kỳ khả ái. Hàn Vi Vi, có thấy gì không ổn không? Ngụy Tác từng thấy yêu thú này lợi hại thế nào, nên không dám lơi lòng vì nó mới nở, hỏi ngay. Không, Hàn Vi Vi định cầm yêu thú này lên trời. Đáp ngay, Ngụy Tác, ta cảm giác thấy yêu thú này muốn ăn viên yêu đan đã vỡ này, thế nào đây? Ngụy Tác nhìn tiểu yêu thú đang nháy mắt hiếu kỳ nhìn bọn gã, bình tĩnh như thường gật đầu đạo, cho nó ăn là được. Được rồi, Hàn Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu. Hỗn Nguyên Ngân Oa trông như tiểu nữ tu cao không đầy một thức hớn hở ôm viên yêu đan lên cắn. Rất nhanh, Hàn Vi Vi tròn mắt. Yêu đan tách làm đôi, ở giữa trống rỗng, nhưng nửa nào cũng to hơn tiểu thú nhiều. Hai mảnh yêu đan đều cứng như tinh thạch, nhưng không đầu một tuần hương. Tiểu thú cắn tanh tách như gặm dưa, ăn gọn một mảnh rồi vui vẻ xử lý mảnh còn lại. Ngụy Tác, nó có nứt bụng không? Thấy bụng tiểu thú căng lên, Hàn Vi Vi hỏi Ngụy Tác nếu bắt cấp yêu thú đều ngốc thế ăn đến nứt bụng thì cứ để nó chết quách đi ngụy tác bảo hàn vi vi nghĩ cũng đúng nên không lo nữa lại nhìn tiểu thú gặm nốt nửa viên yêu đan chỉ chừng một tuần hương nửa viên yêu đan cũng bị nó ăn sạch bất quá bụng tiểu thú không to hơn bao nhiêu lúc chưa ăn yêu đan như thể nửa viên đã bị nó tiêu hóa xong ăn xong tiểu thú cứ quanh quẩn trước bàn chăm chăm nhìn hàn vi vi như vẫn còn đói chưa ăn no làm sao bây giờ ngụy tác chi bằng kiếm mấy con yêu thú xem nó có ăn không hàn vi vi rất tiểu thú không nén được hỏi ngụy tác ngụy tác không đáp hơi chần chừ rồi lấy bảy viên yêu đan ngân lân yêu thú và yêu đan hỗn nguyên ngân oa đã từ thể nội trần lão quá chui ra ngụy tác hình như nó muốn ăn số yêu đan này hàn vi vi nhãn quang lóe lên kinh hỉ kêu to dù hàn vi vi không nói ngụy tác đã biết yêu đan vừa được lấy ra thì tiểu thú tỏ vẻ thèm thuồng lao đến chỗ gã ai lệnh cho nó đừng động đậy ngụy tác trầm giọng Hàn Vi Vi tuy không biết sao Ngụy Tác nói vậy, nhưng trả trao là việc của bình thường. Còn khi có việc thì thường có thói quen nghe theo gã, liền hạ lệnh cho tiểu thú đứng im. Tiểu thú dừng lại, thèm thuồng nhìn yêu đan trong tay Ngụy Tác. Gã thu hết yêu đan lại, lấy ra mấy viên yêu đan khác, hỏi Hàn Vi Vi, người thầy nó có thích yêu đan này không? Có, nó thích ăn, nhưng không nhiều như lúc trước. Hàn Vi Vi kinh hỉ kêu lên, lẽ nào yêu thú này chuyên môn ăn yêu đan? Chắc vậy, để nó ăn đi ngụy tác thu mấy viên yêu đan kia lại rồi lấy yêu đan hỗn nguyên ngân oa đã phá thể trần lão quá chui ra đặt trước mặt nó tóc tép tóc tép tiểu thu hớn hở ôm lấy yêu đan há mồm gặm quả nhiên xem ra hỗn nguyên ngân oa đói quá sư thư muội nên gọi hỗn nguyên ngân oa là gì hàn vi vi cười như hoa nở đúng là đốt linh thạch ngụy tác lại xót ruột Phệ tâm trùng dù gì cũng chỉ hút não tùy yêu thú bồi yêu dịch cũng chỉ tốn không nhiều linh thạch lắm còn hỗn nguyên ngân oa trực tiếp ăn yêu đan rõ ràng yêu đan càng cao dài thì công hiệu càng lớn nó càng muốn ăn một viên cao dài yêu đan là vô số linh thạch quan trọng nhất bắt cấp yêu thú không biết sẽ ăn bao nhiêu yêu đan mới trưởng thành ngân sắc tiểu thú xem ra rất thích ăn uống ăn xong yêu đan của hỗn nguyên ngân oa chui ra từ mình trần lão quái ngân sắc tiểu thú ăn thêm một viên yêu đan ngân lân yêu thú rồi mới tỏ vẻ no nê tâm mãn ý túc dừng lại thấy ngân sắc tiểu thú ăn no Hàn Vi Vi định chơi với nó thì nó ngạo đầu, nháy mắt rồi ngủ khi. Ăn no là ngủ, sao lại giống lợn thế nhỉ? Hàn Vi Vi lẩm bẩm, bất quá cố nén hiếu kỳ, ôm ngân sắc tiểu thú đang ngủ khò lên. Ha ha, mềm lắm, không cứng tí nào. Vải bà của ngân sắc tiểu thú sờ vào mềm nhũn, Hàn Vi Vi véo tay rồi má, phi thường cao hứng, bất quá nàng ta lại đỏ mặt, ngân sắc tiểu thú rất giống nữ tu, những gì cần có đều có, phải tìm pháp y cho nó mặc. Ý nghĩ thiên tài vừa lóe lên là Hàn Vi vi tâm mãn ý túc cho ngân sắc tiểu thú đang ngủ say và nô thú đại chuẩn bị trước. Đi thôi. Thấy Hàn Vi vi khống chế ngân sắc tiểu thú dễ dàng, Ngụy Tác gật đầu, không nhiều lời, ra khỏi tĩnh thất, xuyên qua đại sảnh, vào trong một lối đi hẹp. Song nhiệt kinh nhân tràn ra, tạo cho người ta phía trong là núi lửa đang phun trào. Lúc đi vào, cơ nhã kích phát một viên xích hồng sắc châu tử, màn sáng xích hồng sắc bao lấy ba người. Viên ngọc chính là tích hỏa pháp châu của Ngụy Tác kích phát tích hỏa pháp châu ba người theo thông đạo đi vào đi thêm hơn 20 mươi trượng không khí phía trước nóng đến độ biến hình bốn vách thông đạo ánh lên màu kim loại rõ ràng đức phủ tinh kim rất dày bằng không với nhiệt lực này thì bên trong sẽ như nồi cháo sôi không thể còn thông đạo cho bọn gã đi vào đi thêm hơn 30 mươi trượng bọn ngụy tác dừng chân trước mặt bọn gã là một động quật lớn bốn vách đều khảm tinh kim chịu nhiệt động quật hơn 30 mươi trượng này có năm hồng sắc tinh trụ cao bằng nửa thân người hỏa diễm như dầu đen tỏa sáng trên đỉnh năm cây trụ ngụy tác quan sát năm ngọn lửa cỡ ngón tay cái hai tay hơi động phát ra một hoàng sắc linh quang quang cháo ngụy tác gật đầu với cơ nhã và hàn vi vi thần sắc ngưng trọng đi ra ngoài màn sáng của tích hỏa pháp châu vù 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 hoàng sắc linh quang quang cháo bao quanh ngã liên tục vang lên tiếng động như dầu sôi hát vào bát sát linh quang quang cháo không ngừng run rẩy quang hoa Linh quang quang cháo này là huyền hoàng linh quang mà hiên viên lão tổ truyền cho, là thiên cấp đề giai thuật pháp, với tu vi hiện tại của gã thi triển ít nhất cũng có uy năng phòng ngự đạo giai hạ phẩm. Hiện tại uy năng linh quang quang cháo không ngừng tổn hao thì nhiệt lực cũng đạt tới linh cấp đề giai hỏa hệ pháp bảo. Ngụy tác càng tỏ ra ngưng trọng. Cơ nhã và hàn vi vi càng khẩn trương, ngay cả hàn vi vi cũng im lặng, ngoan ngoãn quan sát. Gã đến trước một cây hồng sắc tinh trụ chừng một mới dừng lại. Đoạn gã hít sâu một hơi, hai tay bắt mấy pháp quyết há miệng phun ra một đạo hắc hồng sắc quang hoa đạo quang hoa này bắn vào hỏa diễm cháy rực như dầu hỏa trước mặt chừng nửa tuần hương sau hỏa diễm đột nhiên men theo hắc hồng sắc quang hoa dẫn nhập vào miệng ngụy tác hắc hồng sắc quang hoa thu lại như ngắt đứt hỏa diễm tựa dầu đen thân thể ngụy tác run lên linh khí cuồn cuộn có vẻ thể nội chân nguyên tiêu hao thập phần kịch liệt như áp chế man hoang cổ thú chừng nửa tuần hương sau từ sắc khí diễm từ miệng gã phun ra linh khí sôi trào bên ngoài tĩnh lại, sắc mặt gã nhẹ đi. Được rồi, cờ nhã không nén được lên tiếng hỏi. Thành rồi, thân ảnh ngụy tắc loáng lên, triệt vầng sáng đỏ, do tích hỏa pháp châu phát ra đoạn gật đầu chỉ tay bắn hắc quang quay tròn trên không. Thái cổ hung hỏa quyết ngưng thành hỏa trùng thái cổ hung hỏa là thế này. Hàn vi vi kinh nhạc, hắc quang từ ngón tay ngụy tắc bắn ra là hỏa diễm hình linh chi dài chừng một tấc. Ngụy tắc gật đầu, lấy ra một khối cổ đồng sắc khoáng thạch. Đoạn gã vung tay, Chân nguyên chảy vào linh chi hắc sắc hỏa diễm, hỏa diễm rực hắc quang, từng làn hắc sắc hỏa diễm liếm vào cổ đồng sắc khoáng thạch. Cổ đồng sắc khoáng thạch cơ hồ tan chảy trong tích tắc rồi bị thiêu thành khí diễm, rất gọn gàng. Lợi hại thế hả? Hàn Vi vi tròn mắt. Nàng ta nhận ra cổ đồng sắc khoáng thạch chỉ là hoàng nguyên đồng khoáng thạch, nhưng dễ dàng nung chảy khối khoáng thạch này thì hỏa lực quả thật kinh nhân. Quả nhiên không hổ là thiên cấp trung giai thuật pháp, Ngụy tác điểm tay, hắc sắc linh chi hỏa diễm thu vào đầu ngón tay gã đã biết vì sao môn thuật pháp này cần ngưng luyện hỏa trùng thái cổ hung hỏa hóa ra hỏa trùng thái cổ hung hỏa có thể chuyển hóa chân nguyên thành hắc sát hỏa khí nhiệt lực kinh nhân hiện tại gã ngưng thành thái cổ hung hỏa hỏa trùng theo môn thuật pháp này ngưng tụ 16 sáu đóa hỏa trùng rồi thi triển uy lực càng cao môn thuật pháp này còn có một điểm thần diệu là thiêu dụi mọi thứ xâm nhập vào thể nội tu sĩ hỏa vân chân nhân và trần lão quái đồng thời chúng ngân dịch của hỗn nguyên ngân oa nhưng trần lão quái vong mạng còn hỏa vân chân nhân đã dùng thái cổ hung hòa thiêu dụi. Cờ nhã, hàn vi vi, sử dụng môn thuật pháp này không có hạn chế, hai người có thể tu luyện, chỗ có thể ngưng luyện thái cổ hung hòa này khi về thiên huyền đại lục vị tất tìm được. Tốt nhất chúng ta ngưng xong hòa trùng thái cổ hung hòa rồi trở về, hơi trầm ngâm, đoạn ngụy tác bảo, môn thuật pháp này, ta cảm nhận được dù được ta hộ pháp thì ít nhất cũng cần tu vi phân niệm cảnh nhất trọng mới có thể ngưng luyện hòa trùng thái cổ hung hòa, bằng không thể nội chân nguyên không áp chế được hung hòa, chân nguyên bị cháy hết, thì thân thể cũng ra cho hàn vi vi ngươi nên tu luyện phân niệm cảnh nhất trọng đã phân niệm cảnh nhất trọng hàn vi vi nhăn nhó ta phải bế quan ở đây bao lâu ngụy tác đưa hai viên tinh tủy còn lại cho hàn vi vi có tinh tủy thời gian tu luyện không thành vấn đề với tốc độ luyện hóa của ngươi tối đa một hai chục ngày là đủ chỉ là kim ban sâm đã hết chỉ còn ba nhánh kim quan hoa lấy được ở chập khí hải có thể dùng để đột phá phân niệm cảnh hiệu quả tương đương với hai nhánh dưỡng thần thảo ngươi lại chơi triệt để khôi phục đột phá phân niệm cảnh không hẳn chắc trăm phần không có vấn đề gì chứ cơ nhã nhìn ngụy tác đột nhiên e rè như sợ gã trách muội còn giữ lại hơn 20 giọt kim ban xâm dịch cái gì cơ nhã nói vậy ngụy tác nhăn nhó không nói thành lời trước đây xuất hiện bạch bào thanh niên ngụy tác và lục bào lão đầu trò chuyện tuy gã bảo là lục bào lão đầu không đưa mình đến chỗ nào tốt nhưng gã hiểu rõ tu luyện nhanh như thế Suy cho cùng là nhờ lão Kim Ban Sâm Quả, tụ linh trận đều do lão mà có. Lúc trước lấy được 7 kim ban sâm quả, hai quả được đưa đi thử ở chân bảo các, kết quả khẳng định lọt vào tay Đông giao Thắng Địa, năm quả còn lại vì phát hiện hiệu lực phi phàm, cơ nhã ép ngụy tác dùng hết, đã này mãi, cơ nhã mới miễn cưỡng giữ lại một quả để dùng khi đột phá phân niệm cảnh. Kim ban sâm quả này, ngụy tác tưởng cơ nhã đã dùng hết, nhưng không ngờ nàng lén để lại hơn 20 giọt, tất nhiên là cho Hàn Vi Vi một trái kim ban sâm quả tách ra cũng chỉ được năm giọt gần ấy là một nửa kim ban sâm quả lúc trước gã để cho cơ nhã dùng nàng lén để lại một nửa cho hàn vi vi nên sợ gã trách mắng có điều gã không hề có ý trách nàng nữ tu như nàng tâm địa thật quá tốt ngụy tác biết nàng đối với hàn vi vi thế nào thì cũng thế ấy với gã nên trượt cảm thấy có được người vợ như vậy thì còn cần gì nữa sư thư hàn vi vi tỉnh lại đã nghe cơ nhã cho biết nguyên nhân vì sao nàng và ngụy tác đột phá tu vi nhanh thế cũng hiểu ý trị của kim ban sâm quà giờ nghe cơ nhã nói vậy bắt nàng ta đỏ lên ngụy tác không nén được thở dài tuy rời thiên huyền đại lục không phải chóng vánh gì nhưng ngã nhớ rõ tiểu mỹ nữ mông cong hàn vi vi này tuy có lúc rất điêu ngoa nhưng có thể làm mọi việc vì sư thư động quật bố trí trước năm cây hồng sắc tinh trụ ngụy tác một tay cầm tích hỏa pháp châu kích phát xích hồng sắc quang hoa và lấy gã cùng cơ nhã trên bình cơ nhã bạch sắc linh khí cuồn cuộn tỏ ra cật lực đột nhiên bạch sắc linh khí ngừng sôi trào sắc mặt nàng cũng giãn ra được rồi ngụy tác hiện rõ thần sắc kinh hỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng được rồi không biết vì gã làm vậy hay vì cật lờ ư xê ban nãy cơ nhã lại đỏ mặt e thẹn ngụy tác gật đầu mỉm cười thử xem uy lực thế nào ừ cơ nhã cũng vui lây thấy gã gật đầu thì khẽ búng tay 16 đóa hắc sắc linh chi hỏa diễm bắn ra lơ lửng trước mặt hóa ra 16 đóa hắc sắc hỏa diễm, cơ nhã vung tay, chân nguyên bắn ra. 16 ngọn lửa như hình thành một pháp trận, mỗi đóa hắc sắc hỏa diễm đều sinh ra lực hút lạ lùng, chân nguyên của cơ nhã tách thành 16 làn, liên miên tràn vào hắc sắc hỏa diễm. Cùng lúc 16 đóa hắc sắc hỏa diễm hiện lên, nhiệt độ trong động quật không hề thay đổi, như thể hắc sắc hỏa diễm không hề phát ra nhiệt lượng. Chân nguyên dồn vào, 16 đóa hắc sắc hỏa diễm đồng thời dịch hắc quang, cháy dần dật. Hắc hỏa ngưng tụ với tốc độ kinh nhân, hình thành một đóa hắc sắc linh chi cỡ hai thước. Đại linh chi nhiệt lực dị thường kinh nhân, không khí chung quanh không ngừng kêu tanh tách, dù được tích hỏa pháp châu bao phủ, nhưng ngụy tác cùng cơ nhã đều nhận ra nhiệt độ tăng nhanh. Đại linh chi ngưng thành, một quang ngụy tác loài lên. Hai tay gã hoa lên, nhiệt độ trong động quật hạ xuống rất nhanh. Từng dài bạch khí băng hàn cực độ ngưng thành bạch sắc băng long. Băng long thập phần ngưng tụ, trên mình có cả vảy, trông như rồng thật. Được ngụy tác điều khiển, Bạch sắc băng long và vào đóa hắc sắc đại linh chi của cơ nhã. Chát. Động quật vang lên tiếng nổ. Bạch sắc băng long và đại linh chi cũng tiêu tan, uy năng tương đương. Không hổ là thiên cấp trung giai thuật pháp, vợ ngoan, uy lực nàng thi triển đạo thuật pháp này tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Với tư vi hiện tại của gã thi triển băng ly chân quyết, uy năng băng long tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo, hiện tại ngang với đại linh chi của cơ nhã thì uy năng của nàng đã rõ. Tu vi của muội thi triển tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo, tu vi của huynh chắc đạt đạo giai thượng phẩm. Cơ nhã thu 16 đóa hắc sắc hỏa diễm lại, hớn hở bảo ngụy tác. Huynh mau ngưng luyện hỏa trùng thái cổ hung hòa. Được, hóa ra thời gian này, ngụy tác giúp cơ nhã ngưng luyện hỏa trùng thái cổ hung hòa, nhân lúc chân nguyên của nàng tổn hao cần điều tức bổ sung, thì củng cố hỏa trùng. Giờ chỉ thiếu đóa hỏa trùng thái cổ hung hòa cuối cùng. Gật đầu xong thì gã không nhiều lời, tay bắt một pháp quyết, miệng phun ra một đạo hắc hồng sắc quang hoa, sáng vào ngọn lửa đen trên một hồng sắc tinh trụ. Nửa tuần hương sau, hỏa diễm như dầu đen bị ngụy tác dẫn nhập vào thể nội. Nhanh nhẹn ngưng tụ, chấn áp rồi từ sắc linh khí yên lặng lại, gã búng tay liên tục, 16 đóa hỏa trùng thái cổ hung hòa hình hắc sắc linh chi lơ lửng trước mặt. Cũng như cơ nhã ban nãy, dồn chân nguyên vào, 16 ngọn thái cổ hung hỏa ngưng thành một đóa đại linh chi. Đóa đại linh chi này thanh thế càng kinh nhân, bề ngoài cũng gấp rưỡi đóa của cơ nhã. Cơ nhã, muội dùng pháp bảo này thử uy năng đạo thuật pháp này cùng lúc ngụy tác lấy pháp bảo có thể kích phát kim sắc tinh quang quang trụ lấy được ở tại đạo huyền điện đưa cho cơ nhã được rồi cơ nhã kích phát kim sắc pháp bảo kim sắc tinh quang quang trụ phát ra và vào đại linh chi của ngụy tác ngụy tác tu vi của huynh thi triển đạo thuật pháp này uy năng còn trên mức đạo giai thượng phẩm một chút cơ nhã kêu lên ngạc nhiên kim sắc tinh quang quang trụ và đại linh chi của gã va nhau không ngừng kêu tanh tách kim sắc nguyên khí bị đốt co lại xem ra uy năng còn hơi kém hơn đại linh chi thiên cấp trung giai thuật pháp không hổ là thiên cấp trung giai thuật pháp tốc độ đạo thuật pháp này tuy không bằng thủy hoàng thần kiếm nhưng nguyên năng và thiêu đốt chân nguyên phá hoại pháp bảo thì hơn nhiều thuật pháp này còn có thể thiêu hủy pháp bảo trong thể nội tu sĩ ngụy tác thò tay 16 điểm hắc quang do hỏa trùng thái cổ hung hỏa hóa thành quay lại vào ngón trỏ lần trước cùng diệp linh đối quyết ngụy tác có hai viên tuyệt diệt kim đan giết y là việc chắc trăm phần chỉ không ngờ huyết linh lão tổ lại xuất thủ hôm đó diệp linh thiếu một món pháp bảo công kích hoặc thuật pháp uy lực đạo giai thượng phẩm tính không thì trước khi huyết linh lão tổ xuất thủ ngụy tác muốn giết diệp linh chưa biết chừng đã phải dùng đến tuyệt diệt kim đan giờ gã luyện thành thái cổ hung hòa quyết đấu với tu sĩ như diệp linh thì dù không có tuyệt diệt kim đan cũng thắng chắc tối đa bị đối phương đào tẩu quyết không thể thất bại vợ ngoan tuy tu vi chưa đủ để phát huy toàn bộ uy năng của đạo giai thượng phẩm pháp bảo nhưng ta cảm nhận được mình thi triển thái của hung hòa quyết còn cao hơn toàn bộ uy năng của pháp bảo này chắc là do tác dụng của hòa linh căn không thì theo những gì ghi lại trong thái cổ hung hòa quyết thượng cùng lắm chỉ đạt đạo giai thượng phẩm hòa linh căn đối với thuật pháp này ít nhất cũng tăng thêm một thành uy năng thu 16 sáu đoá thái cổ hung hòa lạ ngụy tác có vẻ nghĩ chín tay rực hồng quang lấy hai cánh địa hỏa tiên liên đưa cho cơ nhã thái cổ hung hòa tuy đốt cháy được tất cả chân nguyên khác mà kích phát thái cổ hung hòa đều sẽ tự đốt cháy không thể liên pháp có điều uy lực môn thuật pháp này đích xác rất cao hàn vi vi tu luyện thì uy lực đối địch đại tăng với thực lực của chúng ta mà phó một hai tu sĩ kim đan tam trọng trở xuống thì không thành vấn đề nhưng chưa biết chừng khi đấu với đông giao thắng địa và thái nhất môn mà bị vây công thì vẫn không ổn để ta luyện chế hắc cốt minh quân đã luyện chế xong hàn vi vi đột phá đến phân niệm cảnh và luyện hóa hai cánh địa hỏa tiên liên cũng cần ngần ấy thời gian lúc đó ta sẽ giúp nàng ta ngưng luyện hòa trùng thái của hung hỏa được muội cũng muốn xem sư muội tu luyện thế nào cơ nhã đón lấy hai cánh địa hỏa tiên liên chuẩn bị đi ra vợ ngoan đợi đã nàng lại bị ngụy tác gọi thế nào cơ nhã lấy làm lạ hỏi hàn đan huyền sát đại pháp của muội hiện tại ngưng luyện đến mức nào ngụy tác thỏ tay huyền sát quỷ trảo như tinh thể thò ra trước mắt vợ ngoan sau lần dùng phúc lộc đạo đan song tu thì âm khí của huyền sát quỷ trảo ngưng kết thành hình như thai thể pháp bảo dù bị pháp bảo hoặc thuật pháp đánh chúng thì cũng chỉ tan ra chứ uy năng tổn hao rất ít ngụy tác nói vậy cơ nhã tức thì đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu hàn đan hình như đã ngưng tụ thì triển cũng đạt uy năng đạo giai hạ phẩm trả trách huyền sát đại pháp là thiên cấp trung giai công pháp có rất nhiều huyền ảo ngụy tác đột nhiên mỉm cười môn thuật pháp này kinh nhân như thế chúng ta có nên muội tham vi vi đã ngụy tác chưa dứt lời cơ nhã lập tức kích phát một linh quang quang cháo lướt ra ngoài như con thỏ kinh hoàng da mặt mỏng quá chỉ dọa chút thôi mà nhưng mà ta thích nhìn theo bóng cơ nhã ngụy tác cười nhăn nhở thân ảnh gã loáng lên lướt khỏi động quật chốc sau gã đứng trong một gian tĩnh thất trước mặt là một bộ xương còn cao hơn gã bộ xương này cao lớn màu bạc pha vàng là xương tứ tí ngân oa hai tay ngụy tác bung ra Xương dịch đen ngòm từ một đan bình bay ra không ngừng bị chân nguyên bao lấy quấn vào hải cốt kinh nhân cùng lúc gã bắt một đạo pháp quyết cả tĩnh thất tự bị hồi sắc âm phong bao trùm lục quang lấp lánh gào hét như quỷ khóc thời gian qua đi vân linh đại lục ít đàm luận về tin ngụy tác bế quan dần tin tức đạo huyền điện không hiểu vì sao lại lan ra nhiều tông môn và tán tu của vân linh đại lục đổ về đạo huyền điện nhất thời số lượng tu sĩ hoạt động tại tịch diệt hải tăng cao về việc này thiên huyền đại lục vốn cách vân linh đại lục không biết bao nhiêu vạn dặm hoàn toàn không biết gì thiên huyền đại lục bắc bộ có một tòa thành nhỏ là bắc linh thành ngôi thành này rất nhỏ do vạn linh tông quản lý chỉ có thể dung nạp 5 vạn tu sĩ danh tiếng tại thiên huyền đại lục không lớn nhưng cái tên thành này lại rất nổi trong số các cao dài tu sĩ vì trong thành còn một thượng cổ truyền tống pháp trận truyền tống pháp trận này có thể truyền tống ở cự ly cực xa nối với một di tích cổ cách vân linh đại lục chỉ hơn 3 vạn dặm truyền tống pháp trận cỡ này cả thiên huyền đại lục chỉ có ba cái có điều phải tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng mới miễn cưỡng chịu được lực xung kích nhục thân và thần thức khi pháp trận khởi động tu sĩ thấp hơn dù muốn sang đại lục khác cũng đành liên tục trung chuyển qua mấy truyền tống pháp trận rồi mạo hiểm thông qua man hoang hoang nguyên hai ba mươi vạn dặm ngoài thiên khung tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng ở đại lục nào cũng không nhiều thông thường tu sĩ không có việc gì đặc biệt thì không rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc đến một đại lục lạ lùng rèn luyện ví dụ mỗi lần của truyền tống pháp trận này là một vạn hạ phẩm linh thạch nên tuy có nhiều cao giai tu sĩ biết Bắc Linh Thành có thượng cổ truyền tống pháp trận, nhưng mỗi năm, pháp trận này không khởi động mấy lần. Nhưng hôm đó, thượng cổ truyền tống pháp trận im lìm không biết bao lâu rồi đột nhiên phát ra hoàng sắc linh quang. Hoàng sắc linh quang bao trùm cả trăm trượng, ôm lấy thượng cổ truyền tống pháp, chợt hình thành linh quang quang trụ vút lên trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy đệ tử vạn linh, tông trông coi pháp trận, một thanh niên mặc thanh sắc pháp y và hai nữ tu trẻ tuổi lại hiện rõ thân ảnh trong linh quang quang trụ. Thanh niên mặc thanh sắc pháp y trông chỉ hơn 20 tuổi, mặt hơi vòng vọt, hai nữ tu cùng xuất hiện trong truyền tống pháp trận đều bình thường, nhưng thân hình cực kỳ yểu điệu, tạo cho người ta cảm giác kinh diễm. Tu sĩ trẻ tuổi và hai nữ tu ra khỏi truyền tống pháp trận, không có vẻ gì khó chịu, hỏi pháp trận nối Bắc Linh Thành với thành trì khác ở đâu, rồi tiếp tục vào một truyền tống pháp trận cự ly gần khác, khuất bóng trong truyền tống linh quang. Ba người thần bí này xuất hiện tạo cho Bắc Linh Thành thêm chủ đề trò chuyện, nhưng tu sĩ trong thành không biết rằng Ba người này không dừng lại ở mọi thành trì mà cứ thẳng tiến về phía nam. Dù là Kim Đan Cảnh, thậm chí đại tu sĩ Kim Đan Cảnh tứ trọng, ngũ trọng, cứ không ngừng sử dụng truyền tống pháp trận thì nhục thân và thần thức cũng không chịu nổi, nhưng ba người này, mỗi lần vào truyền tống pháp trận, pháp trận kích phát thì cổ phù kỳ dị trong tai nam tu lại sáng lên quang hoa, cả ba như không hề ảnh hưởng gì. Chỉ không đầy một ngày, hai nữ một nam hay đi xuyên qua quá nửa thiên huyền đại lục hiện rõ thân ảnh tại truyền tống pháp trận ở thanh phong lăng tọa lạc mãi cực nam thiên huyền đại lục rời khỏi truyền tống pháp trận trong bụng núi ở thanh phong lăng cả ba lướt tới thiên khung bên ngoài ba tu sĩ đến thiên khung ngoài thanh phong lăng mới dừng lại sau cùng cũng về đến thấy thiên khung thanh sam nam tử không nén được nói khẽ trong mắt cả ba chứa chan tình cảm khôn tả ba tu sĩ tất nhiên là ngụy tác cùng cơ nhã hàn vi vi đã dịch dung đi thôi dừng lại đôi chút ở thiên khung ngụy tác đi qua trước tiếp tế xuất ly hỏa phàng. Số lượng yêu thú bên ngoài thiên khung nam bộ thiên huyền đại lục tuy không nhiều như tịch diệt hải, nhưng quan trọng là yêu thú ở tịch diệt hải phần lớn là thủy hệ yêu thú, hoạt động dưới mặt nước, còn phi độn trên tầng không man hoang hoang ở đây thì tỷ lệ gặp cao giai yêu thú hơn nhiều tịch diệt hải. Cộng thêm ở ngoài thiên khung không té biết sẽ gặp yêu thú cấp nào, có khi ngành ngang lướt đi cũng không gặp nửa con ngũ cấp cao giai trở lên yêu thú, nhưng có khi được mấy trăm dặm lại gặp một con thất cấp, thậm chí bát cấp yêu thú dù là thiên huyền đại lục hay vân linh đại lục mỗi năm đều có kim đan kỳ đại tu sĩ mất mạng nhưng bị giết như diệp linh thì không nhiều đại đa số chết vì cấm chế trong khi tìm bảo vật hoặc cả phải cao gia yêu thú ở ngoài thiên khung hiện tại ngụy tắc muốn xem động phủ tiểu dạ sơn tốn không ít lực khí bố trí thế nào rồi nên ly hỏa phẳng phi độn rất tử tốn thôi đường lối đã quen luôn giữ cẩn thận man hoang hoang dã ngoài thiên khung ngoại biến hóa liên tục mấy năm rồi nên chưa biết chừng những nơi vốn không có cao dài yêu thú giờ lại có cũng nên ly hỏa phẳng lướt về phía tiểu dạ sơn bình an vô sự lao đi ngoài thiên khung ước hơn 400 dặm ngụy tác đột nhiên dừng ly hỏa phẳng không cần ẩn tàng nữa ra đi ngụy tác bình thản nói một câu vào khu rừng trước mặt tức thì quang hoa lóe lên ba tu sĩ run run sợ hãi xuất hiện đứng đầu là một trung niên tu sĩ mặt vuông mặc hoàng sắc pháp y hai người còn lại mặc thanh sắc pháp y bình thường, một người chừng 27, 28 tuổi, mặt hơi dài, người còn lại chưa đến 20, mặt mũi trắng trẻo. Trung niên tu sĩ có tu vi chu thiên cảnh tam trọng, hai tu sĩ trẻ tuổi, một thần hải cảnh ngũ trọng, một thần hải cảnh tứ trọng. Các vị ẩn mình ở đó định đánh lén bọn mũ hả? Thấy ba tu sĩ xuất hiện, ngụy tác bình tĩnh như lết cả ba, nhạt giọng. Tiền bối hiểu lầm rồi, ngụy tác nói vậy, trung niên tu sĩ chán toát mồ hôi, cười khổ. Ở ngoài thiên khung này, bọn vãn bối thấy độn quang của tiền bối khí thế bất phàm sợ tiền bối hạ thủ nên mới tránh đi đâu dám có ý gì với chư vị tiền bối chỉ cần các ngươi đáp thật thả mấy câu ta sẽ không khó dễ ngụy tác biết đề dài tu sĩ gặp tu sĩ có tu vi cao hơn nhiều thì đều kính sợ nên không dườm lời các ngươi là tu sĩ ở đâu bọn tại hạ đều là tán tu linh nhạc thành ngụy tác nói vậy trung niên tu sĩ mã mặt vuông vội tán tu linh nhạc thành ngụy tác hơi trầm ngâm mỗi nhiều năm chưa qua linh nhạc thành hiện tông môn lớn nhất linh nhạc thành vẫn là thiên nhất môn tất nhiên vẫn là thiên nhất môn trung niên tu sĩ tỏ vẻ kinh ngực nhưng không dám do dự đáp ngay người có biết thiên nhất môn hiện tại có bao nhiêu kim đan kỳ đại tu sĩ không ngụy tác bình tĩnh như thường hỏi kim đan kỳ đại tu sĩ thiên nhất môn chỉ có một là thiên sâm chân nhân hả ngụy tác nhãn quang lóe lên ta có nghe nói linh nhạc thành chân bảo các bán không ít đan dược hiện tại chân bảo các còn không chân bảo các vẫn còn chỉ là trưởng quỹ cơ nhã đã về đông giao thắng địa rồi cơ nhã đã về đông giao thắng địa ngụy tác dưỡng ra không nén được nhìn cơ nhã hàn vi vi sao ta không nghe nói đến việc này nhỉ vốn đông giao thắng địa muốn rình giang mời nhiều tông môn và tu sĩ đến xem nhưng sau này nghe nói cơ nhã không muốn như thế chỉ cần đan giản mặc cho đông giao thắng địa xử lý trung niên tu sĩ nhìn ngụy tác giải thích tiền bối lâu nay không đến linh nhạc thành không biết việc này chắc là vì thế Đông Giao Thắng Địa hiện tại có bao nhiêu kim đan kỳ đại tu sĩ? Ngụy Tác hơi trầm ngâm, hỏi tiếp. Đông Giao Thắng Địa cũng chỉ có một kim đan kỳ đại tu sĩ, hình như là trường phong chân nhân. Trung niên tu sĩ nhìn Ngụy Tác, bất quá có một trường lão tương sắp xung kích kim đan. Hả, bọn ta phải đến tiểu dạ sơn một chuyến, nhưng bọn ta không quen thuộc với bên ngoài thiên khung ở đây. Nhị các vị biết tiểu dạ sơn chỗ nào chăng? Ngụy Tác bình tĩnh như thường cố ý hỏi. Tiểu dạ sơn, Ngụy Tác nói vậy, trung niên tu sĩ biến sắc thế nào có gì không ổn hả ngụy tác máy động hỏi ngay không dám giấu quanh tiểu dạ sơn không hiểu có cổ quái gì đó mà gần đây tu sĩ đi qua đều không ra được có cả tu sĩ phân niệm cảnh muốn xem là chuyện gì nhưng không ra được mấy năm nay không có tu sĩ nào đến đó trung niên tu sĩ đáp tiểu dạ sơn thì cứ đi tiếp theo hướng này bảy tám trăm dặm là đến thấy ngụy tác mặt mũi lạnh tanh trung niên tu sĩ bổ sung được rồi ngụy tác nhạt nhẽo nhìn trung niên tu sĩ còn một việc nữa ta cần dặn bọn ta không muốn bị ai biết hành tung nên tốt nhất đừng cho ai biết gặp bọn ta ở đây chỉ cần các ngươi rõ điểm này thì cứ tự nhiên đi đa tạ tiền bối trung niên tu sĩ như được đại xá hành lễ với ngụy tác rồi bảo hai tu sĩ trẻ tuổi sau lưng đi ngay nhưng họ chưa kịp lướt đi hắc hồng sắc quang hoa lóe lên ly hỏa phẳng đã lao đi được sáu bảy mươi trượng rồi tan biến khỏi thị tuyến ngô đại ca ba tu sĩ này lai lịch thế nào sao lại chưa từng nghe thấy tu sĩ trẻ nhất còn sợ hãi nhìn theo phía bọn ngụy tác khuất bóng hỏi trung niên tu sĩ đi thôi coi như lần này may mắn trung niên tu sĩ toát mồ hôi phất tay lao vào rừng vừa đi vừa nói ba người này đều là tu sĩ phân niệm cảnh tuổi như thế lại pháp y như vậy cả phi độn pháp bảo o đều không thường khẳng định là đệ tử tinh anh đại tông môn đệ tử tinh anh thiên nhất môn cũng không so được muốn giết chúng ta thật quá dễ nên nhớ không đổi tiết lộ gì về họ nhỡ mày sau này gặp lại họ thì thập phần nguy hiểm Biết rồi, ngô đại ca. Chân bảo các xem giờ A bị đông giao thắng địa và thiên nhất môn chê chác. Đông giao thắng địa đúng là không biết xấu. Dám nói là sư thư lấy tên công tử một đồng thanh nghi đó. Trên ly hỏa phàng, hàn vi vi mặt mày nhợt đi, trông có vẻ giận dữ cực độ. Không sao, khi cơ nhã của chúng ta lộ diện, đông giao thắng địa sẽ bị cười nhạo. ngụy tác không đổi sắc, thập phần lãnh tĩnh nói. Chúng dám đồn tin này ra chắc vì cho rằng chúng ta đã chết trong truyền tống pháp trận chúng chỉ có một tu sĩ kim đan kỳ ngụy tác có nên đối phó đông giao thắng địa ngụy tác nói vậy hàn vi vi trông dễ coi hơn trưởng lão sung kích kim đan đó có thể là lý thiệu hoa với thực lực của chúng ta đối phó chúng chắc không thành vấn đề không an toàn lắm cơ nhã lắc đầu thiên nhất môn khẳng định cùng đông giao thắng địa có quan hệ minh hữu chúng ta đối phó đông giao thắng địa thiên nhất môn chắc sẽ đối phó chúng ta chúng là địa đầu xa mọi truyền tống pháp trận do chúng trưởng quản nếu bị vây công chúng ta không có chỗ trú chân thì không xong cứ từ từ đã vừa đi vừa bàn hơn một canh giờ sau bọn ngụy tác nhìn thấy bóng dáng tiểu dạ sơn tiểu dạ sơn sao lại biến thành thế này đến gần nhìn rõ tiểu dạ sơn ngụy tác cùng cơ nhã hàn vi vi đều kinh ngạc trước kia tiểu dạ sơn trông như một cái bô động phủ ngụy tác kiến lập ở sơn cốc trên miệng vốn lúc đi gã có bố trí đôi chút ở sơn cốc để hơi sương bao phủ không để tu sĩ đi qua nhìn thấy cảnh tượng nhưng giờ trong vòng trăm dặm quanh tiểu dạ sơn mờ mịt sương mù không thể thấy rõ cảnh tượng không giống do tự nhiên hình thành có ai đó bố trí pháp trận ở tiểu dạ sơn ngụy tác cưỡi ly hỏa phẳng lượn vòng trên tiểu dạ sơn nhíu mày cơ bản thị tuyến chỉ nhìn rõ cảnh vật mười trượng trong sương mù sương mù ở đây còn dày hơn ở chập khí hải có phải do chân sùng minh và chu tiếu xuân bày ra hàn vi vi không nén được hỏi ngụy tác chân sùng minh chu tiếu xuân ngụy tác tỏ vẻ không dám tin do dự một chốc rồi với tâm thái thử xem vận chân nguyên gọi đợi một chốc tiểu dạ sơn trong sương mù vẫn yên tĩnh xuống xem sao các vị cẩn thận ngụy tác hơi trầm ngâm gật đầu với hàn vi vi cùng cơ nhã biết đầu đã bị kẻ khác chiếm rồi được ngụy tác nói vậy tay cơ nhã lóe lên kim quang lấy ra hai kim sắc pháp bảo có vẻ ngụy tác cho nàng hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo này hàn vi vi thì tỏ vẻ chỉ mong gặp đối thủ vỗ mạnh lên nô thú đại nâu thú đại sáng lên hoàng quang hiện rõ thân ảnh ngân sắc tiểu thú so với lúc ở ly hỏa đảo hỗn nguyên ngân oa đã lớn hơn nó vẫn đang ngủ say tít ngụy tác nó ngủ đến lúc nào vệ tâm trùng của ngươi vì sao ngủ một hai ngày là tỉnh dậy thấy ngân sắc tiểu thú vẫn ngủ say hàn vi vi ấm ức lầm bầm sao ta biết được chắc là trưởng thành bình thường không sao hết ngụy tác lắc đầu lấy ra thanh hoàng hồ lâu lâu rồi không dùng dồn chân nguyên vào thanh hoàng hồ lô liền kích phát thanh sắc ất mục linh khí bao lấy ba người bớt ngủ đi hàn vi vi dí tay vào chán ngân sắc tiểu thú kim quang lấy lên trong tay cầm lấy một món kim sắc pháp bảo đi thôi hàn vi vi cùng cơ nhã đã chuẩn bị xong ngụy tác vung tay tế xuất thanh ẩn đang lấy được ở hải liệp đại hội thanh ẩn đang bừng lên quang hoa tựa hồ không thổi tan được màn sương mù bên dưới ngụy tác không hề do dự thu thanh ẩn đang lại rồi có tay búng một đóa hắc hồng sắc linh chi hỏa diễm hình thành Vù, vù, sương mù trong chu vi hơn 30 trượng quanh đóa hắc hồng sắc hỏa diễm bị nhiệt lực kinh nhân thổi tan. Ta giúp ngươi dẹp tan hơi sương, thấy ngụy tác làm vậy, hàn vi vi chỉ muốn thử xem, hào hứng búng liên tục, cũng ngưng thành một đóa hắc sắc linh chi hỏa diễm. Bất quá nàng ta bực mình vì so với đóa của ngụy tác thì quá nhỏ, chỉ thổi được hơi sương trong mấy trượng. Ngụy tác không nói gì nữa, gật đầu, ly hỏa phẳng từ từ đắp xuống. Có chuyện, cẩn thận. Thêm hơn 50 trượng nữa, ngụy tác đột nhiên biến sắc một hoàng sắc linh quan quang quang cháo xuất hiện thái cổ hung hòa cũng đổ xuống cực nhanh cái gì đó hàn vi vi ngẩn người kinh hô định kích phát kim sắc pháp bảo trong bạch sắc vũ khí trượt cuốn ra năm sáu hắc ảnh tròn xoe tạo cho người ta cảm giác như năm sáu con mãng xả lao tới đừng kích phát pháp bảo hàn vi vi dừng kích phát thái cổ hung hòa ngụy tác đột nhiên phản ứng biến sắc quát to vùng tài hóa giải thái cổ hung hòa ly hỏa phàng cũng được gã thu lại hàn vi vi cùng cơ nhã sững lại dừng kích phát pháp bảo nhưng thái cổ hung hòa của hàn vi vi hơi chậm hơn tích tắc thái cổ hung hòa tan biến thì năm sáu nhánh dây leo đỏ tiếng khổng lồ cuốn tới chỗ thái cổ hung hòa tan đi đoạn mấy nhánh dây leo có vẻ do dự vô thanh vô tức co lại vào bạch sắc vũ khí đây là diệt tiên đằng hàn vi vi hơi nhợt nhạt mặt mày tỏ vẻ không dám tin nhìn ngụy tác diệt tiên đằng sao lại to thế này hàn vi vi nói vậy ngụy tác cũng tỏ vẻ nghi hoặc tuy không nhìn rõ cảnh vật bên dưới nhưng khẳng định còn cách sơn cốc có động phủ hơn 300 trăm trượng xa như thế mà diệt tiên đằng có thể công kích chứng tỏ nó mọc dài hơn cự ly này diệt tiên đằng tuy lớn không chậm nhưng phải có đủ thi thể yêu thú mới nhanh được hơn nữa sơn cốc tựa hồ có bố trí pháp trận mê hoặc thần thức với thần thức của ngụy tác mà cũng chỉ thấy trong cốc trống trơn mãi khi diệt tiên đằng cuốn tới gã mới nhận ra chủ trừ một chốc ngụy tác quyết định tiếp tục kích phát thanh hoàng hồ lô đồng thời dùng chân nguyên bao lấy hàn vi vi cùng cơ nhã đáp xuống sân cốc không phải chứ đáp xuống đáy sơn cốc hàn vi vi hít một hơi lạnh cả ba đã nhìn rõ trong sân cốc chỉ có hơn 30 nhánh diệt tiên đằng nhưng nhánh nào cũng bằng thùng gánh nước ít nhất cũng dài hơn 300 trăm trượng bỏ lên vách tạo cho người ta cảm giác rợn người cách ngụy tác và hàn vi vi cơ nhã vừa nhìn rõ hơn 30 nhánh diệt tiên đằng thì đều giật mình vì có ba nhánh thẳng ra vang lên tiếng xé lụa bất quá ba nhánh diệt tiên đằng ngoài rìa không cuốn vào họ mà lên không chát một hắc ảnh từ trên không rơi xuống ba nhánh diệt tiên đằng lại rũ xuống bỏ lên vách núi từ trên không rơi xuống là một con thanh sắc ô nha to hơn quạ thường 10 lần toàn thân yêu thú này bị ép nát rõ ràng đang bay qua thì bị diệt tiên đằng kéo xuống xem ra năng lực tiêu hóa của diệt tiên đằng kinh nhân chỉ tích tắc đã xử lý xong huyết nhục của một yêu thú phong hành nha cơ nhã nhận ngay ra yêu thú này là tam cấp đê dài phong hệ yêu thú phong hành nha. Hàn Vi Vi vốn lắm lời nhất cũng tròn mắt, không nói được gì. Quanh sơn cốc có một lớp xương vụn. Xương vụn chắc đều là xương yêu thú bị diệt tiên đang nghiền nát, cũng chưa lâu lắm nên nhiều mảnh vương còn dính lại ra. Huyết nhục đã bị diệt tiên đang tiêu hóa nên sơn cốc không có mùi gì khác lạ, chỉ có điều cảnh tượng thập phần hãi hùng. Hàn Vi Vi tung chân đá, sắc mặt càng nhợt đi. Nàng ta dẫm thành một hố, bên dưới vẫn là xương vụn. Ngụy tác, lạ quá cơ nhã nhìn quanh không nén được ngoái lại bảo ngụy tác những bộ phận có giá trị với tu sĩ của những yêu thú này đã bị lấy đi rồi không sai nhiều hài cốt thế này không có mấy nghìn yêu thú không thể chất thành nếu không ai lấy đi thì ít nhất cũng phải có yêu đan để lại ngụy tác thần sắc ngưng trọng đáp rồi nhìn quanh đã nhận ra màn xương trắng bao trùm tiểu dạ sơn xuất phát từ mặt hồ nhưng lại không thấy thần thức bị mê hoặc rõ ràng nơi này có người đặc biệt bố trí cấm chế ngụy tác chỗ của người rất có thể bị người ta chiếm mất người này cũng có thể ra vào trong phạm vi diệt tiên đằng khống chế hàn vi vi đợi ngụy tác đưa ra ngụy tác làm sao bây giờ còn làm gì nữa đến rồi thì phải xem thật ra là việc gì đã ngụy tác nhìn cửa vào động phủ dặn chốc nữa cứ ở cạnh ta vạn nhất có gì bất ngờ thì ta không kịp ứng phó chà tu vi hiện tại cao rồi thì nói năng mạnh gớm hàn vi vi mói thì nói vậy chứ thật ra lại đến gần gã hơn ngụy tác không dườm lời vung tay ép dài khí lại tế xuất phi độn pháp bảo hình lá liễu đã được ất mục chân khí của thanh hoàng hồ lô bao phủ đưa cả ba vào động phủ mắt gà ánh lên so với mấy năm trước cửa động phủ đầy rêu xanh không thấy dấu sức người khai mở ngụy tác thu phi độn pháp bảo hình lá liễu lại đứng ở cửa vào hơi do dự rồi vỗ lên nô thú đại thả vệ tâm trùng ra lệnh cho nó bám theo không ngoài phạm vi thanh hoàng hồ lô kích phát ất mục chân khí đi thêm hơn 10 trượng ngụy tác cùng cơ nhã hàn vi vi càng ngạc nhiên Thông đạo lớn hơn nhiều lúc ngụy tác đi, nhưng tứ bề đều lồi lõm, giải rác đá vụn, như bị pháp khí oanh kích. Trong thông đạo trước mặt bọn gã trải nhiều mảnh gỗ màu xám mọc lên nhiều cây nấm xanh, cây nấm nào cũng phát ra ất mộc linh khí. Cơ nhã, hàn vi vi ngụy tác nhìn nhau rồi cùng vào trong. Chốc sau, ngụy tác cùng cơ nhã, hàn vi vi dừng lại, thậm chí hơi tròn mắt. Hiện tại cả ba đứng trong đại sành ngụy tác mở khi xưa. Quanh đại sành không khác gì ba năm trước, thời điểm gã đi khỏi ngay cả địa hỏa lô phòng vẫn rừng rực lửa nồng nặc mùi thuốc tựa hồ thời gian cũng ngưng cố ngụy tác hôm qua còn luyện đan ở đó ngụy tác bố trí ở ngoài thông đạo tựa hồ để phòng diệt tiên đang cảm giác được khí tức tu ở trong mà cuốn vào đứng ở cửa địa hỏa lô phòng thấy không khác gì ba năm trước thông đạo to lên vì hình như bị diệt tiên đằng cuốn vào ngụy tác gật đầu dừng kích phát thanh hoàng hồ lô quả nhiên diệt tiên đằng không hề động tĩnh nếu có cao thủ ẩn ở trong dựa vào cấm chế đột nhiên xuất thủ thì thập phần nguy hiểm cơ nhã lấy ra một cái túi như nô thú đại dồn một đạo chân nguyên vào hơn 30 đạo tam sắc quang hoa bay ra hơn 30 đạo tam sắc quang hoa đều là dị trùng như con tằm báo mút là tam sắc phi tàm nàng và ngụy tắc lấy được của tu sĩ tóc xõa tại chập khí hải thả hơn 30 con tam sắc phi tàm xong không thấy cơ nhã làm gì tam sắc phi tàm bay một vòng quanh nàng rồi tàn ra vào thông đạo sau đại sảnh chừng nửa tuần hương sau cơ nhã đang đợi đột nhiên mắt lóe lên dị quang trong thông đạo sau đại sảnh tựa hồ vang lên tiếng kinh hô ngụy tác hơi biến sắc tựa hồ định lướt về chỗ có tiếng động mục quang lóe lên bảo hàn vi vi cùng cơ nhã im lặng đồng thời gật đầu với cơ nhã tuy không nói gì nhưng chỉ bằng ánh mắt cơ nhã tâm lĩnh thần hội chốc sau tam sắc phi tàm phi quay lại lượn trên đỉnh đầu nàng thoáng sau trong thông đạo vang lên tiếng xé không khí thoáng sau tam sắc phi tàm từ thông đạo lao ra đại sảnh phía sau là một hắc sắc thân ảnh nghênh ngang, ngang ai tu sĩ có phần nóng nảy này không ngờ trong đó có người khác thấy vậy thì như lâm đại địch dựng tóc gái trực động thủ chu tiếu xuân là ngươi nhìn rõ tu sĩ này ngụy tác và hàn vi vi cùng tròn mắt tu sĩ đang đuổi theo tam sắc phi tàm trông khá cao lớn lông mày cực rậm như hai lưỡi đao không phải chu tiếu xuân trong bộ đôi đầu óc đan giản còn ai nữa chu tiếu xuân mặc khắc sắc pháp y sáng bóng có phủ văn kim sắc quỷ hoa linh khí đầy đủ ít nhất cũng đạt linh giai trung phẩm trở lên chỉ nguyên pháp y cũng thấy y của trước kia không so được ngụy tác và hàn vi vi càng không hiểu là chu tiếu xuân cũng đạt tu vi phân niệm cảnh nhất trọng các ngươi là ai nghe ngụy tác và hàn vi vi đều gọi tên mình chu tiếu xuân ngẩn người chuyện gì hả chuyện gì cùng lúc một tu sĩ cờ bắp từ thông đạo lao ra a à, có người thấy bọn ngụy tác tu sĩ này run lên ra vẻ sợ hãi không phải chứ ngụy tác và hàn vi vi bất giác tròn mắt tu sĩ này cơ bắp phát đạt đầu óc đan giản chính là một trong tổ hợp hai kẻ đầu óc siêu đan giản chân sùng minh hiện tại y mặc hoàng sắc tùng văn đạo bào đạo bào vốn rộng nhưng vì thân thể nên khoác lên mình y lại thành chật ních trông có phần bất luân bất loại nhưng thoáng nhìn cũng thấy tùng văn đạo bào là linh giai pháp y quan trọng nhất y cũng đã là tu sĩ phân niệm cảnh các ngươi sao hả tu luyện cách gì mà cả hai đều đạt phân niệm cảnh hàn vi vi bị đả kích dị thường không nén được kêu lên bực bội ngươi là ai sao giọng nghe quen quen chu tiếu xuân và chân sùng minh nhìn nhau bà cô của các ngươi đây hàn vi vi trừng mắt lấy ra một đan bình đổ dược dịch bôi lên mặt a à, đẹp thế này hả a à, sao quen mắt thế hình như là tình nhân trước kia của ngụy lão đại chân sùng minh đột nhiên nhớ ra vỗ chán ngươi là hàn vi vi hàn vi, vi nghe chân sùng minh nói vậy cũng tắt tiếng hàn vi vi sao ngươi lại quay về ngụy lão đại đâu chân sùng minh kêu lên giờ mà vẫn chưa nghe ra giọng ta ngụy tác cũng bó tay tử quang rực lên hoàng khí trên mặt tan đi lộ ra bản lai diện mục ngụy lão đại đúng là lão đại chu tiếu xuân và chân sùng minh tròn mắt